đề quý trời cho. Chương 771, đàn ông không được nói mình không được. Trông à, anh mau lại đây đi, sao cứ đứng cạnh cửa sổ thở dài mãi thế, lẽ nào anh không còn yêu em nữa sao? Trong một khách sạn cao cấp ở thành phố An Dương, Hứa Bích Hoài nằm trên giường, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng, dáng người lồi lõm đều lộ ra hết. Nhìn Hứa Bích Hoài lúc này trông cực kỳ có sức sống, khuôn mặt đỏ bừng, tràn đầy hứng thú ánh mắt long lanh nhìn Lâm Thanh Diện, ẩn ý đưa tình. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ xoay người, nhìn hứa Bích Hoài nằm trên giường, cầu xin, vợ à, hôm nay đã làm ba lần rồi, em tha cho anh đi, nếu làm nữa thì dù là thần tiên cũng không chịu nổi đâu. Audio điện tử võ tấn bền Mặt hứa Bích Hoài lộ vẻ ngượng ngùng, nói ai à, không biết vì sao hôm nay em rất muốn gần gũi với anh, hiếm khi em có hứng thú như vậy, làm thêm vài lần thì có sao. Lâm Thanh Diện dùng mình, cảm thấy hứa Bích Hoài bây giờ hoàn toàn khác trước đây. Trước kia cô luôn dè dặt và hướng nội, cô chưa bao giờ không kiềm chế được như vậy, mà sở dĩ cô trở nên như vậy chính là do mảnh gỗ màu đen lấy được từ chỗ đại sư Thiên Long hôm ấy. Quan sát mấy ngày nay, anh phát hiện mảnh gỗ đen này đúng là có tác dụng cải thiện tinh thần, đeo bên mình thời gian dài sẽ giúp ngủ ngon hơn, hơn nữa có thể khiến người đang mệt mỏi có thể lập tức thả lỏng tinh thần cho nên mấy ngày nay anh đã đặt mảnh gỗ màu đen bên cạnh gối, chất lượng giấc ngủ của anh và hứa Bích Hoài đều được cải thiện rõ ràng. Thậm chí hứa Bích Hoài còn cảm thấy da mình cũng trở nên đẹp hơn vì mảnh gỗ này. Nhưng tối qua hứa Bích Hoài lại mơ thấy mình đang ăn đùi gà, hơn nữa còn là loại đùi gà làm cho người khác nhìn thấy mà chảy nước miếng. Theo hứa Bích Hoài nói, cô mơ hồ cảm thấy nửa đêm mình chảy nước miếng. Sáng nay khi ngủ dậy, Lâm Thanh Diện phát hiện mảnh gỗ đen thiếu mất một mảnh nhỏ, trên đó có một hàng dấu răng đều tăm tắp, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn tối qua khi Hứa Bích Hoài nằm mơ đã coi mảnh gỗ là đùi gà mà gặm rồi. Vốn dĩ Lâm Thanh Diện cảm thấy mặc dù mảnh gỗ này thần kỳ nhưng dù sao cũng chỉ là một mảnh gỗ, ăn một miếng nhỏ cũng không sao. Nhưng không lâu sau, Hứa Bích Hoài trở nên bất thường, cô bắt đầu nói với anh rằng hôm nay rất có hứng thú làm tình nên không ra ngoài chơi nữa, chơi ở khách sạn là được rồi. Lúc đầu Lâm Thanh Diện vẫn cảm thấy bình thường, nhiệt tình làm với hứa bích hoài, nhưng sau 3 lần, anh phát hiện cô không bình thường, hôm nay tinh thần và thể lực của cô thực sự quá dồi dào. Lâm Thanh Diện cho rằng sức khỏe mình vẫn rất tốt, lại tu luyện huyền kinh, dù thế nào đi nữa trong chuyện này anh cũng không thể thua một cô gái yếu ớt là hứa bích hoài được. Nhưng bây giờ anh thực sự không chịu đựng nổi, ba lần là đã đã đến mức kiệt quệ, nếu là trước kia hứa bích hoài đã cầu xin dừng lại từ lâu rồi, nhưng hôm nay cô vẫn có cảm giác chưa được thỏa mãn, cơ thể rất bất thường. Lý do duy nhất Lâm Thanh Diện có thể nghĩ ra là mảnh gỗ với nguồn gốc không rõ ấy, dù sao thì sau khi hứa Bích Hoài ăn nó xong mới thành ra thế này. Trông à, mau tới đây đi, dù sao hôm nay cũng không ra ngoài, anh sợ cái gì, không phải là anh không được đấy chứ. Hứa Bích Hoài lại gọi Lâm Thanh Diện. Khóe miệng Lâm Thanh Diện giật giật, trong lòng thầm mắng một tiếng, thầm nghĩ mình mới hơn 20 tuổi, không thể mới vây mà đã sợ, không phải chỉ thêm vài lần nữa sao, có gì ghê gớm chứ ở trước mặt vợ mình sao anh có thể mình không được ông đây không tin hôm nay không xử lý được em dám nói anh không được à anh sẽ cho em thấy sự lợi hại của chồng em nói xong lâm thanh diện đi về phía giường đồng thời anh âm thầm quyết định dù mảnh gỗ kia có tác dụng thần kỳ hơn nữa cũng không bao giờ để ở đầu giường nữa nếu có một ngày hứa bích hoài nằm mơ thấy cả bàn ăn rồi ăn hết cả mảnh gỗ này khi ấy có lẽ anh cũng không cần sống nữa khi Lâm Thanh Diện mệt mỏi thì ở khu vực trung tâm thành phố An Dương, trong một căn biệt thự sang trọng. Một người đàn ông mặc vest đang đứng bên cửa sổ, trong tay cầm một tập tài liệu, trên ghế sofa phía sau có khoảng mười mấy người đang ngồi, sắc mặt ai nấy đều khá nghiêm túc, bầu không khí của cả căn biệt thự có vẻ căng thẳng tột độ, không ai dám phát ra tiếng động. Mọi người ở thành phố An Dương đều biết căn biệt thự này thuộc về nhà họ Trương, trước đây biệt thự nhà họ Trương luôn rất náo nhiệt, lúc nào cũng có người đến tặng quà, Tiện thể tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, biệt thự nhà họ Trương đã trở nên vắng vẻ nhiều. Nhà họ Trương là gia tộc đầu tiên của thành phố An Dương, nắm giữ huyết mạch kinh tế của toàn thành phố. Mặc dù thành phố An Dương không phải đô thị quốc tế lớn như kinh đô nhưng cùng với sự phát triển của nước nhà, thành phố An Dương cũng được coi là thành phố hạng 3 phát triển tương đối tốt, núi Ngọc Bình cũng là do nhà họ Trương khai phá, phát triển. Thời gian này vì chuyện của đại sư Thiên Long mà núi Ngọc Bình bị phong tỏa, đương nhiên nhà họ Trương bị ảnh hưởng nhiều nhất. Mặc dù nhà họ Trương có rất nhiều sản nghiệp ở thành phố An Dương nhưng khu du lịch núi Ngọc Bình chiếm gần một nửa tổng nguồn lợi nhuận của gia tộc nhà họ Trương. Bây giờ núi Ngọc Bình bị phong tỏa, mặc dù nhà họ Trương đã lập tức phủi bỏ quan hệ với đại sư Thiên Long nhưng chuyện này cũng ảnh hưởng đến nhà họ Trương, cho nên toàn bộ gia tộc đều chìm trong bầu không khí ảm đạm. Người đứng trước cửa sổ lúc này chính là người chèo lái nhà họ Trương hiện nay, Trương Đồng Phát, trong tay hắn chính là những khoản lỗ mấy ngày nay của nhà họ Trương, nhìn con số trên đó mà ông ta đã có cả ý định giết người. Một lúc lâu sau, Trương Đồng Phát ném tập tài liệu trong tay xuống đất rồi điên cuồng hét lên, con mẹ nó, ông đây làm việc vất vả để gây dựng sự nghiệp bao nhiêu năm mà lại bị hủy hoạt như thế. Đại sư Thiên Long đáng chết, muốn đó, muốn phụ nữ có thể nói với tôi, sao lại làm chuyện đáng xấu hổ như vậy, Bây giờ thì hay rồi, ông ta chết rồi vẫn còn làm liên lụy đến cả nhà họ Trương chúng ta, bây giờ tôi thật sự muốn đào mộ ông ta lên quất cho vài roi. Mọi người trong biệt thự thấy Trương Đồng phát nổi giận thì cũng không dám nói gì, lúc này có một người bước vào biệt thự, thấy Trương Đồng phát đang bốc hỏa thì vội vàng nói: "Ông chủ, ông đừng giận, chúng tôi đã tìm ra kẻ đánh bại đại sư Thiên Long, vạch trần chuyện của ông ta với mọi người rồi, cậu ta đang ở thành phố An Dương này." Nói rồi người đó vội bước tới trước mặt Trương Đồng Phát, cầm điện thoại tìm một bức ảnh cho ông ta xem. Trong bức ảnh là Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đang dạo chơi trong phố đồ cổ của thành phố An Dương. Mặc dù không biết vì sao video đăng lên mạng hôm đó lại biến mất, nhưng người của chúng ta đã lưu lại một video. Qua so sánh, chúng tôi có thể xác định người đánh bại Đại sư Thiên Long chính là người đàn ông trong ảnh. Hơn nữa chúng tôi đã cho người tìm được hai người tận mắt trông thấy người đánh bại Đại sư Thiên Long theo hai người bọn họ nói thì họ đều biết người đó. Nói xong người đàn ông lại lướt trên màn hình, một bức ảnh khác xuất hiện, trên đó là Lý Đồng Dương và Triệu Manh. Tôi đã giữ hai người ấy lại, thời gian này họ sẽ không rời khỏi thành phố An Dương được đâu. Ông chủ, chúng ta thật sự phải ra tay với kẻ đầu sỏ sao. Cậu ta là người có thể giết được Đại sư Thiên Long đấy. Người đó lo lắng nói. Trương Đồng phát hừ lạnh một tiếng rồi nói, cho dù có mạnh hơn thì thế nào, nếu không có hắn thì sao nhà họ Trương lại tổn thất lớn thế này, mối thù này nhất định phải báo. Không đánh lại hắn thì chúng ta có thể dùng tiền để đối phó với hắn, tôi không tin ra sản cách xù của mình lại đấu không lại một thằng nhóc hơn 20 tuổi. chương 772, Mục đích Sáng sớm hôm sau, vừa ngủ dậy Lâm Thanh Diện đã kéo hứa Bích Hoài ra khỏi khách sạn, anh lấy lý do hoa mỹ rằng hôm qua đã ở khách sạn cả ngày rồi nên hôm nay phải ra ngoài hít thở không khí. Thật ra là anh sợ hứa Bích Hoài sẽ như ngày hôm qua. Lâm Thanh Diện đã cất mảnh gỗ, không đứng đắn. Đó đi, sau này nếu không gặp được người hiểu biết thì tốt hơn hết đừng lấy ra. So với ngày hôm qua, rõ ràng Hứa Bích Hoài đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Mặc dù cô cũng rất ngạc nhiên vì sao hôm qua mình lại như vậy, nhưng cô cũng không nói nhiều. Dù sao với cô mà nói, đó là một chuyện đáng xấu hổ. Nhưng điều khiến Hứa Bích Hoài hơi bất ngờ là ngày hôm qua cô và Lâm Thanh Diện đã vận động kịch liệt một thời gian rất dài, theo lý mà nói thì hôm nay cô phải cực kỳ mệt mới đúng, nhưng cô lại không hề có cảm giác này mà ngược lại còn cảm thấy tràn đầy sức mạnh, dù có đi leo núi cũng không thành vấn đề. Sau khi đi ăn sáng, hai người tới một công viên khá nổi tiếng ở thành phố An Dương, đi dạo trong công viên cả buổi sáng. Thời gian này Lâm Thanh Diện vẫn luôn quan tâm đến tình trạng thể chất của Hứa Bích Hoài nhưng sau khi hỏi vài lần cô đều nói cảm thấy tràn đầy năng lượng, điều này cũng khiến Lâm Thanh Diện hơi ngạc nhiên. Như vậy dù mảnh gỗ đó khiến người khác trở nên tương đối khao khát phương diện nào đó, nhưng nó có vẻ tốt cho cơ thể. Nhưng để an toàn, Lâm Thanh Diện nghĩ rằng sau chuyến đi này, anh vẫn phải đưa ngứa Bích Hoài đi kiểm tra xem cơ thể cô có gì thay đổi không. Gần đến giờ trưa, hai người đang định tìm một nơi để ăn, vừa ra khỏi công viên thì thấy hai người đi về phía này. Lâm Thanh Diện một giọng nói vang lên lâm thanh diện ngẩng đầu nhìn lên thì thấy lý đồng dương và triệu manh không ngờ lại gặp hai người ở đây xem ra chúng ta rất có duyên đấy chuyện anh làm ở chùa thanh long hôm đó quả thực hả hê lòng người tiếc là sau đó hai người lại đi mất nếu không chắc chắn anh sẽ trở thành anh hùng mà mọi người đều biết đến lý đồng dương cười nói lâm thanh diện trả lời ngắn gọn cũng không nói quá nhiều về chuyện đó ánh mắt triệu manh nhìn lâm thanh diện lúc này cũng thay đổi bà ta nở nụ cười. Nếu đã gặp nhau hay là chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Trước kia tôi đối xử với hai người không tốt, người người đừng để ý, hôm nay chúng tôi chiêu đãi, coi như là tạ lỗi. Triệu manh cười nói, Lâm Thanh Diện không từ chối, đúng lúc anh cũng muốn tìm nơi để ăn cơm, nếu Triệu manh muốn mời thì anh cũng không khách sáo. Triệu manh nói tạ lỗi với Lâm Thanh Diện thì nhất định phải có thành ý nên đã gọi xe taxi đưa họ tới nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố An Dương. Nhà hàng Hồng Vận nổi tiếng nhất ở thành phố An Dương, cũng là nhà hàng đắt nhất ở đây. Những người có thể tới đây ăn đều là những nhân vật có máu mặt ở thành phố An Dương, nghe nói một bữa ăn ở đây tối thiểu cũng phải mấy chục triệu. Bốn người Lâm Thanh Diện đứng trước nhà hàng Hồng Vận, Lý Đồng Dương và Triệu Manh nhìn vẻ phô trương của nhà hàng này, thầm cảm thán trong lòng, mặc dù điều kiện gia đình họ không tồi nhưng nhà hàng cao cấp như này thì họ cũng chưa bao giờ dám tới. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều có vẻ mặt bình tĩnh, dù sao họ cũng thường đến những nhà hàng tầm cỡ này nên cũng không ngạc nhiên. Triệu manh quay lại nhìn Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài, thấy trên mặt họ không có gì là kích động thì nghĩ họ đã kinh ngạc đến mức không biết nên thể hiện cảm xúc của mình thế nào. Chắc hai người chưa đến nhà hàng cao cấp thế này bao giờ, một bữa ăn ở đây cũng tốn mấy chục triệu, nhưng hai đứa không cần lo, hôm nay chúng tôi mời, hai người cũng đừng khách sáo, cứ ăn thoải mái nhé. Triệu manh có phần đắc y nói. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều mỉm cười, không làm Triệu Manh khó xử. Bốn người cùng nhau bước vào nhà hàng, Triệu Manh tò mò nhìn xung quanh, còn không ngừng nói chuyện với Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, nhìn thấy cái gì cũng muốn khoe khoang, cứ như nhà hàng này do nhà họ quản lý vậy. Sở dĩ Lý Đồng Dương và Triệu Manh muốn mời Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đi ăn cơm đương nhiên không phải để tạ lỗi. Lý do tại sao họ lại xuất hiện trước mặt Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài là vì họ đã bị Trương Đồng phát hối lộ tất cả mọi chi phí hôm nay của họ đều sẽ được tính vào tài khoản của Trương Đồng Phát cho nên họ mới dám đến nơi đắt đỏ thế này. Đồng thời cũng thực hiện nhiệm vụ Trương Đồng Phát giao cho, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì họ sẽ nhận được 6 tỷ tiền thưởng. Trước sự dụ họp này, hai người đã gần như không chút do dự đồng ý yêu cầu này của ông ta. Sau khi bốn người vào nhà hàng, Triệu Manh đã chọn vị trí đắt nhất trong nhà hàng, ở nơi chính giữa nhà hàng, hơn nữa còn cao hơn những nơi khác, nhằm làm nổi bật sự cao quý của nơi này thật ra không cần phải đến nơi đắt đỏ thế này, tìm một chỗ ăn ở ngoài là được rồi. Lâm Thanh Diện lên tiếng. Triệu manh nghe Lâm Thanh Diện nói vậy thì thầm cười nhạo trong lòng, thầm nghĩ chắc chắn Lâm Thanh Diện chưa tới nơi như này bao giờ, sợ tốn tiền nên mới nói vậy. Cô sợ cái gì, hôm nay cô có phải trả tiền đâu. Yên tâm đi, cậu không ăn nổi ở nơi đắt đỏ thế này nhưng chúng tôi ăn được. Triệu manh lập tức trả lời. Lý Đồng Dương bên cạnh cũng nở nụ cười đắc ý, dù sao trước kia họ cũng không dám nói câu này. Lâm Thanh Diện cứng họng, không muốn tranh luận nhiều với Triệu Manh nên anh không nói thêm gì nữa. Triệu Manh và Lý Đồng Dương đưa thực đơn cho Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài để hai người gọi món. Hai người đều nói cứ gọi tạm vài món là được, họ không để ý nên lại trả thực đơn về. Triệu Manh bĩu môi, thầm nghĩ hai người họ chắc chắn đã bị giá trên thực đơn làm cho sợ hãi nên mới không dám gọi món. Triệu Manh và Lý Đồng Dương mở thực đơn ra, sau khi nhìn thấy giá cả trên đó, cả hai đều thực sự sửng sốt, nhưng nghĩ rằng hôm nay không phải trả tiền họ lá gan họ cũng lớn hơn. Sau khi gọi đồ ăn, Triệu Manh vẫn nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài, chật chật, một bữa ăn tốn hơn 200 triệu chắc chắn đã nằm ngoài sức tưởng tượng của hai người phải không? Không thành vấn đề, chút tiền này không là gì với chúng tôi cả. Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài liếc nhìn nhau, đều hơi hối hận vì đã đồng ý đi ăn cùng hai người, họ đâu muốn tạ lỗi, để khoe khoang thì đúng hơn. Không bao lâu đồ ăn đã được dọn ra, Lâm Thanh Diện cũng hơi đói bụng nên chỉ cúi đầu ăn, Triệu Manh và Lý Đồng Dương đều nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường, trong lòng đang nghĩ làm sao để hoàn thành nhiệm vụ mà Trương Đồng Phát đã giao. Không lâu sau, Lâm Thanh Diện đứng dậy nói muốn đi vệ sinh, mắt Triệu Manh và Lý Đồng Dương đều sáng lên. Sau khi Lâm Thanh Diện đi, hai người họ đều mặt đầy ý cười nhìn hứa bích hoài mục tiêu của họ ngày hôm nay không phải lâm thanh diện mà là hứa bích hoài cô hứa tranh thủ lúc lâm thanh diện đi vệ sinh thật ra chúng tôi có vài lời muốn nói với cô lý đồng dương mở lời hứa bích hoài ngạc nhiên hỏi chuyện gì triệu manh ở bên cạnh cười nói thật ra chúng tôi mời hai người đi ăn là được một người giàu có nhờ cô cũng thấy đấy nơi chúng ta ăn hôm nay là nơi ngon nhất thành phố an dương tôi chỉ gọi vài món mà đã mất hơn 200 triệu rồi. Mức chi tiêu này chắc chắn Lâm Thanh Diện không thể cho cô được. Chúng tôi muốn nói với cô, ngoài việc đánh nhau ra, thật ra Lâm Thanh Diện chẳng có ưu điểm nào khác, ở xã hội này muốn sống tốt thì phải giàu có, cho nên cô có thể cân nhắc đến chuyện bỏ Lâm Thanh Diện rồi theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn. chương 773, đơn giản như ăn uống ngủ nghỉ bình thường. Hứa Bích Hoài nghe xong lời của Triệu Manh nói, trên mặt cô lập tức lộ ra tia kinh ngạc. Có nằm mơ cô cũng không thể ngờ, mục đích hai người này mời họ ăn cơm là để khuyên cô rời khỏi lâm thanh diện. Thật ngại quá, tôi không hiểu ý của hai người. Hứa Bích Hoài lên tiếng nói một câu. Ôi chao, ý của chúng tôi rất đơn giản, đó chính là muốn cô đá lâm thanh diện đó. Có một đại gia vô cùng giàu có đã nhìn chúng cô, chỉ cần cô có thể chia tay với lâm thanh diện, thì sau này cô có thể ăn sung mặc sướng rồi. Cuộc sống về sau cũng sẽ trải qua trong sự giàu sang, phú quý, cũng không phải là người không có bản lĩnh như Lâm Thanh Diện có thể so sánh được. Triệu Manh lại nói thêm một câu. Nói đúng đó, tên Lâm Thanh Diện này có bản lĩnh lợi hại như thế, mấy năm nay chắc chắn anh ta đều dành thời gian luyện võ. Cô và cậu ta ở bên nhau, thì chỉ có thể cùng nhau trải qua cuộc sống bình thường, nhưng nếu cô đá cậu ta đi, cô có thể trải qua cuộc sống ăn ngon mặc đẹp, nhung gấm lụa đào. Lý Đồng Dương cũng hùa theo nói một câu khuyên hứa Bích Hoài chia tay với Lâm Thanh Diện chính là nhiệm vụ mà Trương Đồng Phát giao cho Triệu Manh và Lý Đồng Dương. Trương Đồng Phát biết thực lực của Lâm Thanh Diện rất lợi hại. Năm đó, khi Thiên Long Đại Sư không thể hiện hết uy lực, anh ta đã tận mắt chứng kiến, cho dù là 100 người cùng sông lên, cũng chưa chắc có thể chặn được Đại Sư Thiên Long. Nhưng tên Lâm Thanh Diện này có thể giết được Đại Sư Thiên Long, điều đó chứng tỏ thực lực của hắn chắc chắn còn khủng khiếp hơn cả Đại Sư Thiên Long. Nhưng cho dù thực lực của Lâm Thanh Diện mạnh đến đâu thì cũng không thể tránh khỏi nhu cầu cơ bản ăn mặc ngủ nghỉ. Chỉ cần là con người thì không thể tránh được cửa ải hư vinh. Theo như tư duy của Trương Đồng Phát mà nói, Lâm Thanh Diện mới hơn 20 tuổi, hơn nữa, đa phần thời gian lúc trước, Lâm Thanh Diện đều dùng để tập võ, hoàn toàn không thể phát triển sự nghiệp của bản thân. Cho nên, muốn đối phó với Lâm Thanh Diện, Trương Đồng Phát chỉ cần bỏ ra một số tiền là có thể giải quyết được đa số các cô gái bây giờ có cô nào là không ham giàu hám lợi cơ chứ nếu có thì chỉ có thể chứng tỏ tiền chưa được cho đúng chỗ trương đồng phát muốn giành lấy vợ của lâm thanh diện không có phương thức báo thù nào độc ác bằng việc cắm sừng lâm thanh diện trương đồng phát vô cùng có niềm tin đối với chuyện này đặc biệt vợ của lâm thanh diện còn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và quyến rũ thông thường càng là những người phụ nữ như vậy thì nhu cầu vật chất của họ càng cao đến lúc đó vợ của Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ một chân đá văng Lâm Thanh Diện, sau đó lao vào lòng anh ta. Khi đó, anh ta nhất định có thể khoe khoang, vênh váo trước mặt Lâm Thanh Diện. Nghĩ đến đây, ngữ khí trong lòng Trương Đồng Phát cũng có thể bộc lộ ra ngoài hết cả rồi. Mặc dù thực lực của Lâm Thanh Diện rất mạnh, nhưng chắc chắn anh sẽ không thể vì chuyện vợ mình ngoại tình mà ra tay với người khác được. Trương Đồng Phát đã nghiên cứu rất kỹ cách đối phó với người có thực lực mạnh như Lâm Thanh Diện, nếu không anh ta thật sự không có cách nào khiến một cao thủ tông sư cảnh đi đến cảnh khu của mình làm một cao tăng đắc đạo thu hút ánh nhìn của người khác được. Sau khi hứa Bích Hoài nghe xong hai người họ nói chuyện, cô lập tức cảm thấy dở khóc dở cười. Trước tiên không nói đến chuyện, cô hoàn toàn không quan tâm đến việc Lâm Thanh Diện không có tiền. Năm đó, khi Lâm Thanh Diện bị tất cả người của Hồng Thành chửi mắng là kẻ vô dụng, không ra gì, cô cũng không đá Lâm Thanh Diện hay là rời khỏi anh chỉ là vấn đề liên quan đến cuộc sống vật chất, Hứa Bích Hoài vẫn không thể nghĩ ra, còn người nào có thể vượt qua chủ nhân nhà họ Lâm, cậu chủ của quan lĩnh và con rể nhà họ Tô Lâm Thanh diện chứ? Thật ngại quá, tôi không có hứng thú với đại gia giàu có mà hai người nhắc đến. Cả đời này tôi chỉ biết đi theo một mình Lâm Thanh diện mà thôi. Nếu hai người vẫn muốn nói tiếp về vấn đề này, thì tôi cảm thấy chúng ta không cần phải tốn thời gian của nhau nữa. Hứa Bích Hoài lên tiếng Triệu manh nghe hứa Bích Hoài nói như vậy, thì vội vã nói, tôi biết cô nói như vậy là vì cô còn chưa biết đại gia đó rốt cuộc là ai, cô sợ chúng tôi lừa cô, điều này tôi có thể hiểu được. Nhưng tôi có thể nói cho cô biết, đại gia nhìn chúng cô chính là Trương Đồng Phát chủ nhân của nhà họ Trương, gia tộc đứng đầu thành phố An Dương. Ở thành phố An Dương, nhà họ Trương có thể nói chính là một tay che trời. Toàn bộ núi Ngọc Bình đều là của nhà họ, khối tài sản của nhà họ Trương sợ là không dưới 300 tỷ, chẳng lẽ một người như vậy không thu hút được cô hay sao? Nghe đến đây, hứa bích hoài bĩu môi, nói thật ngại quá, chuyện này không có liên quan gì đến tiền bạc cả. Hơn nữa, khối tài sản trên 300 tỷ cũng không tính là quá nhiều. Sau khi Lý Đồng Dương và Triệu Manh nghe thấy hứa bích hoài nói câu này, hai người họ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Họ không ngờ, lòng tham của hứa bích hoài lại lớn như vậy, ngay đến cả khối tài sản trên 300 tỷ mà cũng coi thường. Có vẻ như cô đang giả bộ hơi quá rồi thì phải. Không sai, trong mắt hai người họ, Hứa Bích Hoài nhất định đang giả vờ. Thế nhưng khi Hứa Bích Hoài thay Lâm Thanh Diện nắm quyền quản lý nhà họ Lâm, thì số tiền trong tay cô đâu chỉ là hơn 300 tỷ. Nói như thế nào, Hứa Bích Hoài cũng là người từng trải qua phong ba bão táp, làm sao có thể dễ dàng coi trọng chút tiền như vậy được cơ chứ. Cô Hứa này, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, làm người đôi khi phải biết chừng mực một chút khối tài sản trên 300 tỷ cũng không phải là đùa giỡn. Cô nhìn bộ dạng của Lâm Thanh Diện đi, quần áo cậu ta mặc trên người đều là những bộ quần áo vô cùng bình thường. Sợ rằng ngay đến cả một tỷ cậu ta cũng không có ấy chứ. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì chủ nhân nhà họ Trương chắc chắn là mạnh hơn Lâm Thanh Diện nhiều. Triệu Manh lại mở miệng nói một câu. Nhưng lúc này, hứa Bích Hoài đã không kiên nhẫn nổi nữa rồi. Cô không muốn tranh luận với hai người này về chuyện, rốt cuộc là Lâm Thanh Diện tốt hay là chủ nhân nhà họ Trương tốt. Bởi vì trong lòng cô, hoàn toàn không ai có thể sánh ngang với Lâm Thanh Diện được. Tôi nói rồi, đừng tiếp tục lãng phí thời gian thảo luận vấn đề này nữa. Nếu không bữa cơm hôm nay của chúng ta cũng không cần phải ăn nữa. Hứa Bích Hoài hơi tức giận lên tiếng. Thấy vậy, Triệu Manh lập tức dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, nói cũng đã ăn được kha khá rồi mà bây giờ cô mới nói câu này bữa ăn hôm nay là do chủ nhân nhà họ Trương mời. Cô cũng không thử nghĩ xem, nếu cô đi theo Lâm Thanh Diện, e là cả đời này cũng không có cơ hội ăn bữa cơm đắt tiền như thế này đâu. Nghe thấy thế, Lý Đồng Dương lập tức dùng cùi trỏ huyết triệu manh một cái, nhỏ giọng nói, em chú ý một chút, mục tiêu của chúng ta là Lâm Thanh Diện chứ không phải là cô ta. Ngộ nhỡ mai này cô ta thật sự đi theo chủ nhân nhà họ Trương, thì chúng ta không thể dây vào được. Lúc này, triệu manh mới ý thức được vấn đề của mình bà ta vội vã cười xòa với hứa bích hoài nói tính em vốn hay nói thẳng anh đừng để ý bởi vì câu nói của hai người họ mà hứa bích hoài đã không nuốt trôi được bữa cơm này nữa do đó cô chỉ khó chịu bực bội ngồi im tại ghế không lâu sau lâm thanh diện cũng trở lại khi nhìn thấy bộ giang không vui vẻ của hứa bích hoài anh lập tức lên tiếng hỏi một câu em sao thế hứa bích hoài nhìn chằm chằm lý đồng dương và triệu manh cũng không có ý định giấu giếm chuyện này, cô kể lại những lời hai người này nói với mình cho Lâm Thanh Diện nghe. Sau khi nghe xong, Lâm Thanh Diện lập tức nhíu mày, hơi chán nản nhìn Lý Đồng Dương và Triệu Manh. Hai người họ thấy vậy đều trột dạ nhìn sang chỗ khác. Theo như họ thấy, cho dù hứa Bích Hoài giả bộ không vui vẻ thì cũng không nên nói chuyện này cho Lâm Thanh Diện mới đúng. Cô ta quả là một người phụ nữ ngốc nghếch mà. Khi nghe đến chuyện núi Ngọc Bình là của nhà họ Trương, trong lòng Lâm Thanh Diện đã hiểu rõ, vì sao nhà họ Trương lại để mắt đến vợ của mình rồi. Trong lòng anh cười lạnh một tiếng, nhà họ Trương muốn ra tay với người khác mà cũng không điều tra xem bối cảnh của đối phương như thế nào. Bây giờ thân phận của Lâm Thanh Diện cũng không phải là quá bí mật, điều tra một chút là có thể biết được rồi. Nhưng đáng tiếc, người nhà họ Trương lại coi anh là tên nhóc nghèo khổ không có bối cảnh gì cả. Xem ra sở thích mặc quần áo vỉa hè của anh đôi khi cũng có thể mang đến hiệu quả không ngờ. Lâm Thanh Diện nghiêng đầu nhìn Lý Đồng Dương và Triệu Manh, nói chủ nhân của nhà họ Trương bảo hai người đến đây ư. Triệu Manh cảm thấy dù sao mọi chuyện cũng đã nói ra hết rồi, cho nên cũng không cần phải giấu giếm làm gì cả. Do đó bà ta nói thẳng với Lâm Thanh Diện, đúng vậy, chính là chủ nhân nhà họ Trương bảo chúng tôi đến đây đó. Chúng tôi cũng không cần phải giả vờ với cậu nữa, để tôi nói thẳng cho cậu nghe, chủ nhân nhà họ Trương đã nhìn chúng vợ cậu rồi, cậu ấy hy vọng cậu có thể rời khỏi cô ấy. Lâm Thanh Diện, nhà họ Trương có khối tài sản hơn 300 tỷ. Một tên nhóc nghèo khổ suốt ngày chỉ biết mặc hàng thùng, quần áo vỉa hè như cậu làm sao có thể cạnh tranh nổi với người ta được chứ. Cho dù cậu có thể đánh đấm, nhưng cũng không thể cho cô hứa một cuộc sống tốt như vậy được. Anh hãy chủ động rút lui đi, nói không chừng lúc đó chủ nhân nhà họ Trương vui vẻ, ông ấy còn có thể bo cho anh ít tiền coi như bồi thường. Kẻ thức thời mới là người tài giỏi, cậu hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Lâm Thanh Diện nghe vậy thì bĩu môi, nói chỉ là một nhà họ trương nhỏ bé mà cũng muốn giành vợ của Lâm Thanh Diện tôi ư. Quả đúng là mơ tưởng hão huyền mà. Triệu Manh lập tức trợn trừng hai mắt, nói, Lâm Thanh Diện, anh đừng có ở đó mà giả bộ nữa. Bữa cơm hôm nay là người ta bỏ tiền ra mời đó. Một bữa cơm mà đã hơn 240 triệu rồi. Cậu có mời nổi không? Nếu cậu đã nói như thế, vậy thì bữa cơm hôm nay, cậu bỏ tiền ra trả, chúng tôi cũng không quan tâm. Bà ta cảm thấy mình nói như vậy, Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ sợ hãi. Dù sao cũng rất ít người có thể hào phóng bỏ 240 triệu ra để ăn một bữa cơm, đặc biệt là loại người mặc quần áo vỉa hè giống như Lâm Thanh Diện thì càng không cần phải nói đến. Nhưng điều khiến bà ta không thể ngờ được chính là, Lâm Thanh Diện hoàn toàn không coi chuyện này là gì cả. Tôi tiêu tiền như thế nào, đừng nói là một bữa ăn, cho dù là mua một quán ăn, đối với tôi cũng dễ dàng như ăn uống ngủ nghỉ bình thường vậy chương 774, tôi muốn mua nhà hàng của các ông. Hai người Triệu Manh và Lý Đồng Dương đều nhìn Lâm Thanh Diện có phần nghẹn lời, cảm thấy vừa rồi anh thật sự đã làm màu thái quá. Dừng, nếu nói anh đứng đầu trong những kẻ nói khoác không soạn nháp, hơn nữa còn không đỏ mặt, không ai dám nhận đứng thứ hai đâu. Anh cũng không nhìn kỹ lại xem mình là người thế nào. Nhà hàng này nhiều không dám nói, ít cũng phải trị giá 30, 60 tỷ. Anh có thể nói mua là mua được à? triệu manh khinh bỉ nhìn lâm thanh diện lý đồng dương cũng cảm thấy lâm thanh diện nói hơi quá khuyên lâm thanh diện tôi biết đàn ông đều coi trọng thể diện nhưng vào thời điểm này thật sự không cần phải cố làm màu như vậy cậu nghe tôi khuyên một câu đi cậu căn bản không thể đấu lại với gia chủ nhà họ trương đâu nhân cơ hội bây giờ còn có khả năng thương lược cậu vẫn nhận thức càng sớm càng tốt đi lâm thanh diện lạnh lùng nhìn hai người nếu trước đó lâm thanh diện còn xem hai người bọn họ thành bạn bè bèo nước gặp nhau vậy bây giờ hai người kia đã được đưa vào sổ đen của lâm thanh diện anh không để ý đến hai người vẫy tay gọi nhân viên phục vụ bên kia gọi ông chủ của các anh đến đây lâm thanh diện mở miệng thưa ngài đã xảy ra vấn đề gì sao nhân viên phục vụ mở miệng hỏi có hơi căng thẳng không tôi muốn gặp ông chủ của các anh mà thôi anh nhanh đi gọi ông ta đi lâm thanh diện cười nói một câu vị trí của đám người Lâm Thanh Diện là ở chỗ đắt nhất trong nhà hàng này. Khách hàng ở đây chính là Thượng Đế, bất kể bọn họ đưa ra yêu cầu gì, nhân viên phục vụ cũng không dám chậm trễ. Cho nên anh ta lập tức xoay người đi tìm ông chủ qua. Hai người Triệu Manh và Lý Đồng Dương thấy vậy đều bối rối nhìn Lâm Thanh Diện, không biết tại sao anh lại muốn bảo nhân viên phục vụ gọi ông chủ qua. Hứa Bích Hoài hiểu rõ tính cách của Lâm Thanh Diện, thật ra đã đoán ngay được Lâm Thanh Diện muốn làm gì nếu không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay ông chủ nhà hàng này chắc hẳn sẽ đổi người rồi nếu là trước đây hứa bích hoài có thể sẽ khuyên lâm thanh diện một chút nhưng sau khi quản lý nhà họ lâm một thời gian hứa bích hoài đã không quá bài xích đối với chuyện mua tài sản như vậy nữa bởi vì mua nhà hàng này lại không phải là một vật phẩm tiêu hao mà là một sản nghiệp có thể kiếm lời cho dù lâm thanh diện bỏ số tiền lớn mua lại bọn họ cũng sẽ không bị thiệt chỉ cần kiên trì Số tiền bỏ ra, sớm muộn gì cũng sẽ kiếm về được. Một lát sau, nhân viên phục vụ lại dẫn theo ông chủ nhà hàng Hồng vận đến bên cạnh bàn của đám người Lâm Thanh Diện. "Thưa ngài, không biết món ăn ở chỗ chúng tôi có gì không hợp với khẩu vị của ngài. Nếu có vấn đề, tôi sẽ bảo nhà bếp làm lại một phần khác cho ngài." Ông chủ là một người đàn ông trung tuổi khoảng hơn 40, gần 50 tuổi, trên gương mặt lộ vẻ khôn khéo. Lâm Thanh Diện mỉm cười và nói với ông ta, các món ăn của các ông rất ngon. Tôi tìm ông qua đây là muốn hỏi xem, giá trị thị trường bây giờ của nhà hàng này các ông là bao nhiêu? Ông ta hơi ngây người, sau đó mở miệng nói, đại khái khoảng 60 tỷ. Không biết ngài hỏi chuyện này là, để làm nổi bật giá trị nhà hàng của mình, giá mà ông chủ báo ra lại cao hơn so với thực tế nhiều. Tôi muốn mua nhà hàng của các ông, Lâm Thanh Diện mở miệng trên mặt ông ta đầy vẻ kinh ngạc, không ngờ Lâm Thanh Diện lại muốn mua nhà hàng của mình. Không phải ai cũng dám tùy tiện nói ra những lời như vậy. Hai người Triệu Manh và Lý Đồng Dương đều trợn tròn mắt nhìn Lâm Thanh Diện đầy vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ không ngờ Lâm Thanh Diện lại thật sự muốn mua nhà hàng của người ta. Làm màu cũng không phải ai cũng làm được đến mức này đâu. Thưa ngài, không biết có phải ngài đang nói đùa không? Ông chủ nhìn Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Lâm Thanh Diện còn chưa lên tiếng, Triệu Manh ở bên cạnh đã lập tức mở miệng nói, không sai, cậu ta đang nói đùa thôi. Thật xin lỗi, có lẽ cậu ta bị kích thích vì một vài lời nói của chúng tôi, cảm thấy mất mặt, cho nên muốn phồng má giả mập, làm phiền ông rồi. Không phải nói đùa, tôi thật lòng muốn mua, tôi ra giá 90 tỷ, chúng ta lại ký hợp đồng ngay bây giờ, tôi sẽ chuyển tiền cho ông luôn. Lâm Thanh Diện mở miệng, Triệu Manh lập tức trừng mắt với Lý Dương, mở miệng nói cậu có thể đừng ở đây mà làm màu được không? Cậu không nhìn lại quần áo trên người mình xem, với dạng này của cậu mà có thể lấy ra 90 tỷ à? Cậu có thể lấy ra 9 triệu cũng không tệ rồi, cậu đừng ở đây lãng phí thời gian của ông chủ người ta nữa đi. Thật ngại quá, đã gây thêm phiền toái cho ông rồi. Lý Đồng Dương cũng nhìn ông chủ đầy vẻ áy náy. Lâm Thanh Diện thấy hai người Triệu Manh và Lý Đồng Dương ở bên cạnh quấy rối, anh lại đứng lên, nhìn về phía ông chủ, mở miệng nói chúng ta qua chỗ khác bàn chuyện đi có phải tôi thật lòng muốn mua hay không nói xong thì ông sẽ biết ông chủ đảo tròng mắt cho dù ông ta cũng cảm thấy lâm thanh diện ăn mặc quá mức bình thường nhìn không giống với kẻ có tiền nhưng nếu đối phương đã nói vậy ông ta nghe lâm thanh diện nói một chút cũng không sao chủ yếu nhất là chi phí hoạt động nhà hàng của ông ta quá cao có áp lực cực lớn đối với ông ta Tuy nói một bữa cơm đắt tiền nhất ở đây có thể lên tới hơn 240 triệu, nhưng chi phí đầu tư vào trong đó cũng tương đối dọa người. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều được vận chuyển qua đường hàng không tới đây, có thứ thậm chí muốn mua cũng mua không được. Ông chủ này lại không có bối cảnh quá lớn, một khi tài chính xảy ra vấn đề, nhà hàng này của ông ta sẽ phải đóng cửa. Cho nên ông ta đã sớm có ý định bán nhà hàng này rồi. Chẳng qua chỉ có mấy người có thể mua được nhà hàng này của ông ta cho nên nghe được lâm thanh diện nói muốn mua cho dù là giả ông ta cũng muốn nghe thử ông chủ khẽ gật đầu với lâm thanh diện sau đó lại dẫn theo lâm thanh diện đi vào bên trong triệu manh và lý đồng dương thấy thế đều có phần bất đắc dĩ nghĩ thầm ông chủ này cũng không phải là người thông minh gì vừa nhìn lại biết được lâm thanh diện chắc chắn mua không nổi không ngờ còn muốn lãng phí thời gian hư cho dù lâm thanh diện nói ba hoa trích chòe không có tiền thì cậu ta cũng không thể mua lại nhà hàng này. Chẳng qua như vậy cũng tốt, đợi lát nữa cháu sẽ biết cậu ta chỉ là một người thích phồng má giả mập thôi. Triệu manh nhìn hứa Bích Hoài nói một câu. Nói thật, Lâm Thanh Diện đúng là kém hơn gia chủ nhà họ Trương. Chú thật sự kiến nghị cháu nên suy nghĩ kỹ một chút. Con gái như cháu mà đi theo bên cạnh Lâm Thanh Diện thì hơi đáng tiếc. Lý Đồng Dương mở miệng nói theo. Hứa Bích Hoài chừng mắt nhìn hai người, thật sự không muốn để ý tới hai người bọn họ nữa, cô cúi đầu nghịch điện thoại. Sau khoảng nửa giờ, hai người ông chủ và Lâm Thanh Diện quay lại. Triệu Manh thấy thế, lập tức nói với ông chủ, tôi nói không sai chứ. Người này căn bản không có khả năng mua được nhà hàng đắt tiền của các ông đâu. Bữa cơm chúng tôi ăn hôm nay, phần của cậu ta sẽ do cậu ta tự trả. Tôi thấy cậu ta còn chẳng trả nổi tiền bữa cơm này đâu. Ông chủ mỉm cười, nói bữa cơm hôm nay của các người lại tính là tôi mời đi các người không cần phải trả tiền nữa triệu manh sửng sốt hỏi vì sao trên gương mặt ông chủ lộ ra vẻ tươi cười kích động quay đầu nhìn về phía lâm thanh diện nói ngài lâm đã mua lại nhà hàng của chúng tôi chúng tôi vừa ký hợp đồng ngài lâm cũng đã gửi tiền qua cho nên từ giờ trở đi nhà hàng này chính là của ngài lâm nghe thấy ông chủ nói vậy cầm triệu manh và lý đồng dương suýt nữa rơi xuống sàn nhà Sao, sao có thể như vậy được? Chương 775, vậy tôi lại chơi với anh. Ông, ông chủ, ông không có nói đùa chứ? Cậu ta thật sự mua lại nhà hàng của các ông à? Sẽ không phải là cậu ta bảo ông diễn trò cùng với cậu ta chứ? Lý Đồng Dương quay đầu nhìn ông chủ và hỏi một câu. Ông chủ mỉm cười, nói, "Tất nhiên là thật rồi. Nếu không tôi lấy hợp đồng tới cho anh xem thử." Lý Đồng Dương nhìn dáng vẻ nghiêm túc của ông chủ lại cảm thấy ông ta không giống với đang nói dối, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Có thể tùy tiện mua lại một nhà hàng này cũng đã đủ chứng tỏ thân phận của Lâm Thanh Diện không đơn giản. Mà trước đó bọn họ còn cho rằng Lâm Thanh Diện ăn mặc quá tầm thường, khẳng định anh không có tiền, cho nên thái độ với Lâm Thanh Diện vô cùng trắng trợn. Cho dù bây giờ bọn họ đang làm việc giúp nhà họ Trương, nhưng người ta chỉ bảo bọn họ giúp chia rẽ Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài lúc này xem ra chuyện này căn bản không thể thực hiện được rồi. Nếu Lâm Thanh Diện nổi giận với bọn họ, nhà họ Trương chắc chắn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Triệu Manh rõ ràng còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cho dù Lâm Thanh Diện mua lại nhà hàng làm bà ta đặc biệt chấn động, nhưng định kiến ban đầu khiến bà ta nhanh chóng tìm được lý do để chấn áp Lâm Thanh Diện. Cho dù cậu thật sự mua nhà hàng này lại thế nào, đó cũng chỉ mới 90 tỷ mà thôi nhà họ Trương chính là gia tộc lớn nắm giữ tài sản trên trăm nghìn tỷ. Chín chục tỷ so tới hàng trăm nghìn tỷ vẫn còn kém xa đấy. Triệu Manh nói rất khí thế, thật giống như trên trăm nghìn tỷ này là của bản thân cô ta vậy. Bởi vì từ lúc đầu đã coi thường Lâm Thanh Diện, nhưng mỗi việc làm của Lâm Thanh Diện sau đó đều khiến Triệu Manh không có chỗ dung thân. Cho nên bây giờ Triệu Manh đã quên mất mục đích của bọn họ lần này. Cô ta chỉ muốn tìm lại tôn nghiêm của mình ở trước mặt Lâm Thanh Diện. Lý Đồng Dương thấy Triệu Manh nói vậy, vội vàng kéo tay của cô ta, nói, được rồi, đừng nói nữa. Sau đó anh ta nhìn về phía Lâm Thanh Diện, nói đầy vẻ ái náy, Lâm Thanh Diện, thật sự xin lỗi, chúng tôi không nên dính vào chuyện này. Cũng tại chúng tôi bị lợi ích làm mở mắt, nhưng cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không tiếp tục nữa, chỉ mong cậu tha lỗi cho những sai lầm trước đây của chúng tôi. Lâm Thanh Diện nhướng mày, không ngờ Lý Đồng Dương này còn rất biết cách đối nhân xử thế, nhanh như vậy mà đã nói xin lỗi rồi. Mà sự thật chứng minh anh ta làm thế mới là cách làm chính xác nhất. Nếu còn muốn tiếp tục, với tính tình của Lâm Thanh Diệt, kết quả của hai người bọn họ chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp gì. Lý Đồng Dương, anh có thể có chút tiền đồ không hả? Động tí là xin lỗi người khác, cho dù cậu ta có thể mua nổi nhà hàng này thì sao chứ? Phía sau chúng ta còn có nhà họ trương đấy, anh sợ cái gì? Triệu manh đang cảm thấy mất mặt, bây giờ Lý Đồng Dương lại xin lỗi Lâm Thanh Diện càng làm cô ta thấy mất mặt hơn. Phía sau chúng ta có nhà họ Trương bao giờ chứ? Nhà họ Trương tìm tới chúng ta, chỉ vì chúng ta có quen biết với Lâm Thanh Diện thôi. Cô đừng ngây thơ nữa, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ chọc phải rắc rối đấy. Lý Đồng Dương mở miệng, triệu manh tức giận, ngược phập phồng lên xuống. Cho dù cô ta biết mình quả thật không nhiều tiền như Lâm Thanh Diện, nhưng không chút ra cơn giận này, trong lòng cô ta lại không thoải mái trong lúc lý đồng dương đang khuyên bảo triệu manh bên ngoài nhà hàng lại vọng tới những tiếng bước chân mấy người đều quay đầu nhìn sang phát hiện ra một đám đàn ông mặc bộ vest màu đen đi đến sau khi những người này đi vào lập tức xếp thành hai hàng phía sau là trương đồng phát mặc bộ com lê màu trắng đeo kính đen đi từ bên ngoài vào trông tương đối phô trương triệu manh thấy trương đồng phát bước vào mắt lập tức sáng lên nhìn lâm thanh diện cười đắc ý ra chủ trương đích thân đến đây giờ xem anh còn làm màu thế nào được nữa trương đồng phát rất nhanh lại đi tới trước mặt mấy người mỉm cười và tháo kính dâm trên mặt mình xuống mấy vị trò chuyện rất vui vẻ nhỉ không biết thêm tôi nữa các vị có để ý không trương đồng phát mở miệng cười gã vẫn phái thủ hạ theo dõi tình hình bên này sau khi biết lâm thanh diện mua lại nhà hàng hồng vận gã lại biết dựa vào hai người lý đồng dương và triệu manh chắc chắn không giải quyết được cho nên mới đích thân tới đây không sao không sao ra chủ trương tới thật đúng lúc thằng nhóc này mới mua có một nhà hàng đã kêu căng không chịu được ngài đứng ra cậu ta chắc chắn không dám tiếp tục kêu căng nữa đâu triệu manh ở bên cạnh lập tức nịnh nọt nói trương đồng phát bĩu môi nhìn về phía lâm thanh diện ở trong mắt gã một nhà hàng quả thật không tính là gì cả lâm thanh diện còn chưa nói gì ông chủ ở bên cạnh đã mở miệng trương đồng phát cậu nên biết ở đây không chào đón cậu Trương Đồng Phát mỉm cười, nói thế nào, ông còn tức giận chuyện lúc trước à? Ông nói xem, dù gì ông cũng là một ông chủ, lòng dạ tốt nhất vẫn nên rộng lượng một chút. Nếu không, không thể làm ăn lớn được đâu. Ông chủ lập tức hừ lạnh một tiếng, đầy vẻ khó chịu. Trước đâu rất lâu, ông chủ này lại từng có chút mâu thuẫn với Trương Đồng Phát. Theo lý thuyết nhà hàng này của ông ta đặc biệt nổi tiếng ở thành phố An Dương, muốn bán đi cũng không quá khó khăn. Nhưng cũng bởi vì ông chủ Đắc tội Trương Đồng Phát, cho nên không ai ở thành phố An Dương dám tiếp nhận nhà hàng này của ông ta. Bởi vậy ông chủ chỉ có thể cố chống đỡ. Mà sở dĩ hai người có mâu thuẫn là vì Trương Đồng Phát muốn dùng 15 tỷ để mua lại nhà hàng này, ông chủ không đồng ý. Cậu là Lâm Thanh Diện à? Nói thật, vợ cậu rất đẹp, hai người bọn họ hẳn đã nói ra mục đích của tôi rồi, chúng ta không cần nhiều lời vô ích nữa. Cậu mua nhà hàng không tính là gì cả? Cậu còn trẻ cho nên có một số việc tốt nhất nên học cách nhường người lớn tuổi, nếu không sẽ phải chịu thua thiệt đấy." Trương Đồng phát cười lạnh và mở miệng. "Nhường cho anh à, anh đúng là không biết xấu hổ. Sao anh không khóc đòi kem với tôi đi?" Lâm Thanh Diện nhìn Trương Đồng phát mở miệng. Sắc mặt Trương Đồng phát lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói, "Cậu được cho mặt mũi thì bớt không biết xấu hổ đi." Ông chủ bên cạnh lập tức mở miệng nói, "Chỉ sợ người được cho mặt lại không biết xấu hổ chính là cậu đấy." Trương Đồng phát Tôi khuyên cậu vẫn nên mau chóng rời khỏi đây đi, nếu không chờ lát nữa, cậu hối hận, có lẽ đã muộn rồi. Vừa rồi khi ở bên kia ký hợp đồng, ông chủ đã biết thân phận của Lâm Thanh Diệt, cho nên mới không hề do dự lại bán nhà hàng cho Lâm Thanh Diệt. Ở thành phố An Dương, nhà họ Trương quả thật có địa vị không ai sánh bằng, nhưng so với nhà họ Lâm ở kinh đô thì kém hơn rất nhiều. Cho nên ông ta cũng không lo lắng Trương Đồng Phát sẽ gây ra sóng gió gì ở trước mặt Lâm Thanh Diệt tôi sẽ hối hận à đừng đùa nữa cả thành phố an dương có ai có thể làm trương đồng phát tôi hối hận chứ tôi thấy đầu óc anh hỏng rồi mới dám nói như vậy ở trước mặt tôi trương đồng phát mở miệng đầy vẻ xem thường lúc này ông chủ lại muốn nói ra thân phận của lâm thanh diện để cho trương đồng phát biết mình ngu ngốc tới mức nào nhưng đúng lúc đó lâm thanh diện đã ngăn ông ta lại nói thật anh có thể làm tới gia chủ nhà họ trương này cũng đủ làm người ta thấy kinh ngạc đấy nhưng nếu anh tự tin như vậy, tôi lại chơi với anh một chút. Hy vọng đến lúc đó anh sẽ không quỳ ở trước mặt tôi và cầu xin tôi tha thứ. Lâm Thanh Diện nói xong, lại lấy điện thoại di động của mình ra, gọi điện thoại cho ông Độ. Người này đã dò mó tới vợ mình, nếu Lâm Thanh Diện còn không lấy ra chút thủ đoạn, vậy thật sự hơi mất mặt. Audio điện tử võ tấn bền chương 776, buồn nôn, sau khi Trương Đồng Phát nghe thấy Lâm Thanh Diện nói vậy, trên mặt lập tức lộ rõ sự xem thường. Muốn gã quỷ xuống xin lỗi à? Cả thành phố An Dương cũng không có ai dám nói lời như vậy. Cũng không biết thằng nhóc toàn thân mặc hàng vỉa hè này lấy can đảm ở đâu ra. Lâm Thanh Diện giải thích sơ qua với ông Độ một chút về tình hình bên phía mình. Ông Độ nói sẽ lập tức thu xếp cho người qua, bảo Lâm Thanh Diện chờ một lát. Sau khi cúp máy, Lâm Thanh Diện tiện thể ngồi lại xuống ghế. Mở miệng nói, người của tôi sẽ nhanh chóng tới xử lý chuyện này. Nếu không ngại, anh lại ngồi xuống đợi một lát đi. Trương Đồng Phát cười lạnh một tiếng, sau đó vỗ tay một cái. Lập tức có người cầm một cái ghế đặt ở phía sau gã. Sau khi ngồi xuống, Trương Đồng Phát nhìn Lâm Thanh Diện nói một câu, vậy tôi lại chờ ở đây một lát, xem cậu rốt cuộc có thể gọi được ai tới. Ở thành phố An Dương này còn không có mấy người dám không nể mặt Trương Đồng Phát tôi vẻ mặt triệu manh đắc ý nhìn Lâm Thanh Diện. Bà ta đã xác định Trương Đồng Phát ở đây thì Lâm Thanh Diện có dở trò cũng chẳng làm nên trò chống gì. Hôm nay Lâm Thanh Diện nhất định sẽ gặp xui xẻo. Lý Đồng Dương lại đầy vẻ bất lực, trong lòng ông ta luôn có một cảm giác bất an. Cho dù ông ta cũng cảm thấy ở thành phố An Dương Lâm Thanh Diện không đấu lại được Trương Đồng Phát. Nhưng Lâm Thanh Diện bình tĩnh như thế, nếu không chút bản lĩnh, sao có thể không hề hoảng loạn bây giờ ông ta đặc biệt hối hận vì mình tham tiền mà dính vào chuyện này sớm biết vậy trước đó ông ta đã dẫn theo triệu manh rời đi luôn rồi ông chủ cũng giống như lâm thanh diệp không hề hoảng loạn trái lại còn hơi mong chờ nhà họ trương sương vương sương bá ở thành phố an dương nhiều năm như vậy bây giờ cuối cùng cũng có người có thể trừng trị chúng trong lòng ông ta tất nhiên là vô cùng cao hứng trương đồng phát lại tự mãn như vậy bây giờ ông ta cũng hơi nóng lòng muốn nhìn thấy phản ứng của trương đồng phát sau khi biết thân phận của lâm thanh diện nếu tôi đoán không sai sở dĩ anh sai người để mắt tới vợ tôi như vậy là vì chuyện của đại sư thiên long đi lâm thanh diện mở miệng hỏi trương đồng phát thấy lâm thanh diện chủ động nói tới chuyện này lập tức hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói núi ngọc bình chiếm gần một nửa tổng lợi nhuận hàng năm của nhà họ trương tôi cũng bởi vì thằng nhóc cậu núi ngọc bình mới phải bị đóng cửa bây giờ mỗi ngày tôi đều sẽ lỗ tiền bằng một nhà hàng hồng vận cậu nói xem tôi có nên nghĩ cách dạy cho cậu bài học hay không lâm thanh diện lập tức cười mở miệng nói người làm cho núi ngọc bình bị đóng cửa là đại sư thiên long tôi chỉ vạch trần ra hành vi tội ác của ông ta chẳng lẽ tôi làm thế cũng là sai sao mẹ nó ông đây không quan tâm cậu có sai hay không dù sao nếu không phải tại cậu chuyện đại sư thiên long sẽ không bị lộ ra ngoài tôi không tìm cậu thì tìm ai Trương Đồng Phát nói rất khí thế. Bởi vậy có thể thấy được, anh làm gia chủ nhà họ Trương cũng không phải tốt lành gì. Anh có thể bao bọc một kẻ bị ổi, dâm tặc vô sỉ như vậy thành một cao tăng đắc đạo, cũng thông qua đó để kiếm tiền. Hành vi này cũng chẳng kém Đại sư Thiên Long là bao. Nếu vậy, tôi xem như thay trời hành đạo, Lâm Thanh Diện lẩm bẩm nói. Trương Đồng Phát cười diễu cợt, mở miệng nói, chỉ dựa vào cậu mà còn muốn thay trời hành đạo à tôi thấy cậu vẫn nhanh tát cho mình vài cái, để bản thân đừng có nằm mơ nữa đi. Tôi có thể làm cho nhà họ Trương từng bước phát triển thành như vậy, trong đó đâu chỉ có chút chuyện xấu xa này. Nhiều người muốn nhà họ Trương tôi sụp đổ như vậy còn chẳng làm gì được tôi. Cậu nghĩ chỉ dựa vào một thằng nhóc hơn 20 tuổi như cậy lại có thể gây ra uy hiếp lớn mức nào đối với tôi chứ? Lâm Thanh Diện không nói những lời vô nghĩa với gã, chỉ quay đầu về phía hứa Bích Hoài, mở miệng hỏi, em thấy gia chủ nhà họ Trương này thế nào? Buồn nôn, Hứa Bích Hoài chỉ nói hai từ. Lâm Thanh diện cười, cảm thấy Hứa Bích Hoài nói hai chữ này vẫn tương đối đúng trọng tâm. Trương Đồng phát nghe được Hứa Bích Hoài đánh giá về mình lại không quan tâm, nói, người đẹp, bây giờ thằng nhóc này còn chưa bị tôi trừng trị, em nói vài lời trái lương tâm ở trước mặt cậu ta, tôi sẽ không trách em. Chờ thằng nhóc này bị tôi trừng trị xong, đến lúc đó em leo lên trên giường tôi. Hy vọng em còn có thể duy trì được dáng vẻ bây giờ. Nghe thấy Trương Đồng Phát nói vậy, sắc mặt Lâm Thanh Diện trầm xuống, đột nhiên xoay người và tát thẳng vào trên mặt Trương Đồng Phát. Trên mặt Trương Đồng Phát lập tức xuất hiện thêm một dấu tay màu đỏ. Gã nhìn Lâm Thanh Diện với cảm giác không tin nổi, ở thành phố An Dương còn chưa có ai dám tát gã một phát nào. Cậu muốn chết sao? Trương Đồng Phát nghiến răng hét lên một tiếng với Lâm Thanh Diện. Những kẻ đi theo Trương Đồng Phát tới đây lập tức bao vây về phía này. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn Trương Đồng Phát, mở miệng nói, nếu anh còn nói bậy nữa, có lẽ không chỉ đơn giản là một cái tát như vậy đâu. Lúc này Trương Đồng Phát mới ý thức được Lâm Thanh Diện chính là người thậm chí có thể đánh chết được cả đại sư Thiên Long. Những vệ sĩ của gã ở trước mặt Lâm Thanh Diện chẳng khác nào vật trang trí. Gã chịu một cái tát, cũng không có cách nào đánh trả lại Lâm Thanh Diện. Bằng không một khi Lâm Thanh Diện tức giận, có thể đánh chết gã ngay lập tức. Gã xua tay với những người vệ sĩ kia, bảo bọn họ tản ra, sau đó đầy tức giận nhìn Lâm Thanh Diệt, nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, ông đây là người văn minh, không tính toán với kẻ lỗ mãng như cậu. Nhưng tôi nói cho cậu biết, trên thế giới này, chuyện mà tiền có thể làm được còn có thể nhiều hơn so với vũ lực. Đến lúc đó, cậu cũng đừng hối hận. Trên mặt triệu manh cũng đầy vẻ tức giận nhìn Lâm Thanh Diệt, giống như người bị đánh kia là bà ta vậy chẳng qua bà ra đã chứng kiến qua cảnh lâm thanh diện ra tay ở phương diện của mọi người lâm thanh diện quả thật không cần sợ bất kỳ kẻ nào hừ chắc hẳn cậu cũng chỉ có thể đắc ý được một lúc thôi chờ người cậu gọi tới đây cũng là lúc bắt đầu nói xin lỗi ra chủ trương xem cậu còn có thể bình tĩnh được như vậy không triệu manh nói thầm trong lòng không bao lâu lại có mấy chiếc xe đỗ lại ở trước cửa nhà hàng hồng vận mấy người mặc bộ com lê đeo kính nhìn qua đặc biệt nho nhã và có khí thế bước từ trên xe xuống, sau đó đi vào trong nhà hàng Hồng Vận. Mấy người bọn họ mới vừa vào, Trương Đồng Phát đang nghĩ làm sao để trả thù Lâm Thanh Diện lại chú ý thấy. Gã vội vàng đứng lên, đi về phía mấy người kia. Tổng Đốc Lý, sao ngài lại tới đây thế? Tuần Phủ Lưu, sao ngài cũng tới đây cùng vậy? Dám, dám sát sử tôn, ngài cũng đến à? Hôm nay là ngày lành gì mà mấy ngài đều tới đây ăn cơm thế? nếu biết sớm, tôi đã thu xếp từ trước rồi. Trương Đồng phát trợn mắt há hốc mồm nhìn người đi vào nhà hàng, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Cho dù cả thành phố An Dương không có mấy người dám đắc tội gã, nhưng tóm lại vẫn phải có. Tối thiểu ba người xuất hiện ở trong nhà hàng bây giờ, gã không thể động vào một người nào. Hai người Tổng đốc và Tuần Phủ tất nhiên không cần phải nói. Trong cả thành phố An Dương, hai người bọn họ là lớn nhất. Cho dù Trương Đồng phát lợi hại mấy đi nữa, cũng không thể động vào hai người bọn họ. Mà giám sát sử này chính là lãnh đạo lớn nhất giám sát núi Ngọc Bình. Gã phải chi ra rất nhiều, mới có thể nhờ vị giám sát sử này phủi sạch quan hệ giữa gã và Đại sư Thiên Long. Bây giờ ba người xuất hiện ở đây, Trương Đồng Phát tự nhiên thấy hoảng hốt. Ba người thấy Trương Đồng Phát ra đón với vẻ mặt nịnh hót thì đều hừ lạnh một tiếng, cho gã một vẻ mặt lạnh, sau đó vòng qua gã, đi về phía Lâm Thanh Diệt. Khi đến trước mặt Lâm Thanh Diệt, trên mặt ba người lập tức lại lộ ra nụ cười ấm áp. Ngài Lâm, thật ngại quá, chúng tôi tới muộn, đã để cho ngài phải chờ lâu rồi. Tổng đốc Lý mỉm cười và mở miệng nói với Lâm Thanh Diện. Tuần Phủ Lưu và giám sát sử tôn đều vội vàng thể hiện sự ái náy của mình với Lâm Thanh Diện. Trương Đồng Phát đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì lập tức hóa đá, trở thành một bức tượng. Trương 777, quỳ xuống xin tha. Triệu Manh nhìn ba người đi tới trước mặt Lâm Thanh Diệt, trên mặt có phần nghi ngờ. Cô ta không phải là người địa phương, tất nhiên không biết ba người này làm gì. Hơn nữa, bà ta cũng không nghe được cách xưng hô của Trương Đồng Phát với ba người bọn họ. Cô ta lại chỉ thấy Trương Đồng Phát nhiệt tình qua chào hỏi, sau đó bị phớt lờ. Ở trong mắt Triệu Manh bây giờ, Trương Đồng Phát chính là hình tượng giống như người khổng lồ. Cô ta làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho người khác xem thường Trương Đồng Phát như vậy? cho nên cô ta lập tức chất vấn ba người một câu. Ba người không thấy gia chủ trương vừa chào hỏi mình sao? Các người cũng dám không để ý tới ngài ấy, chẳng lẽ các người không biết ngài ấy là gia chủ của gia tộc đứng đầu thành phố An Dương à? Về sau, các người còn muốn sống ở thành phố An Dương nữa không? Trương Đồng Phát ở phía xa vẫn đang nghi ngờ, không biết tại sao ba vị này lại tới đây, hơn nữa thái độ của bọn họ với Lâm Thanh Diện còn tốt như vậy. Sau khi nghe thấy Triệu Manh nói thế, gã sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Gã vội vàng chạy qua bên này, không nói một lời tát vào mặt triệu manh. Những lời triệu manh vừa nói hoàn toàn là đẩy gã vào hố lửa đấy. Con mẹ nó, não cô bị úng nước à? Cô biết ba người bọn họ là ai không mà lại dám nói chuyện với bọn họ như vậy? Trương Đồng phát nổi giận nói. Sau đó, gã nhìn về phía ba người Tổng Đốc Lý, mở miệng nói Tổng Đốc Lý, lời này đều do người này đơn phương nói ra thôi, cho tới bây giờ tôi chưa từng dạy cô ta. Trên thực tế, tôi căn bản không quen thân với cô ta. Tôi cũng không biết cô ta nổi cơn điên gì, lại nói những lời như vậy. Triệu manh nghe được được cách xưng hô của Trương Đồng Phát với người này, lập tức trợn tròn mắt. Tổng đốc, trong lòng cô ta vẫn hiểu rõ từ này có ý nghĩa thế nào. Dù thế nào, cô ta cũng không ngờ được người mà Lâm Thanh Diện tìm tới lại là tổng đốc của thành phố An Dương. Hừ, gia chủ Trương, anh thật uy phong nhỉ về sau chúng tôi có thể sống được ở không thành phố an dương hay không lại còn phải nhìn sắc mặt của anh đấy nếu không anh tới ngồi vào vị trí tuần phủ của tôi đi tuần phủ lưu cười lạnh nói ha ha xem ra ra chủ trương đã cho mình là trời ở thành phố an dương có vẻ bài học lần này ở núi ngọc bình còn chưa làm cho anh ta nhớ lâu nếu đã vậy tôi thấy người làm giám sát xử như tôi cũng cần phải tiến hành điều tra rõ ràng sự kiện ở chùa thanh long giám sát sử tôn cũng mở miệng nói theo. Mồ hôi lạnh trên trán trương đồng phát không ngừng tụ lại thành giọt, theo gò má chảy xuống, sắc mặt gã trắng bệch. Lúc này, gã thật sự muốn giết chết Triệu Manh. Mà qua những lời nói chuyện của mấy người, Triệu Manh đã biết được thân phận của ba người này. Một người là Tổng đốc, một người là Tuần Phủ, một người là Giám sát sử, bất kể người nào cũng có thể quyết định số phận của thành phố An Dương. Thế mà cô sống tiếp ở thành phố An Dương điều này làm cô ta khẩn trương tới mức hai chân không nhịn được phải run rẩy tuần phủ lưu giám sát sử tôn tôi thật sự không có ý này đều do người phụ nữ không có óc này tự mình nói thôi tôi căn bản không quen biết cô ta trương đồng phát tiếp tục bào chữa cho mình triệu manh run lẩy bẩy mãi đến lúc này cô ta mới biết được cho dù cô ta có nịnh bợ trương đồng phát thế nào lúc xảy ra chuyện trương đồng phát cũng không thể nói giúp cô ta được lúc này Lý Đồng Dương đã chẳng còn sức lực nào nữa. Lúc ấy, anh ta đã khuyên Triệu Manh không cần tiếp tục dính vào chuyện này, Triệu Manh không nghe. Kết quả bây giờ Lâm Thanh Diện tìm tới ba vị Phật lớn, ngay cả Trương Đồng Phát cũng sợ đến mức không dám thở, cho dù Triệu Manh hối hận thì cũng đã muộn rồi. Lâm Thanh Diện cũng không nhận ra ba người này, nhưng từ trong lời nói chuyện của mấy người, anh lại biết được thân phận của ba người này. Xem ra ba người bọn họ hẳn là người do ông Độ Thu xếp tới để giải quyết rắc rối giúp anh, anh cũng không ngờ ông độ tự nhiên phái ra trận thế lớn như vậy, tự nhiên lại mời ba người có địa vị cao nhất của thành phố An Dương qua. Như vậy, cho dù trương đồng phát có tiền mấy đi nữa, kết quả hôm nay cũng sẽ không thể tốt hơn được. Ngài Lâm, chúng tôi đã hiểu được đại khái tình hình bên phía ngài. Trước kia, trương đồng phát và đại sư thiên long có quan hệ rất sâu. Trước mắt chúng tôi đã nắm giữ được một vài chứng cứ có thể chứng minh Trương Đồng Phát và Đại sư Thiên Long cấu kết với nhau, giả tuyên truyền để lừa tiền du khách, đồng thời còn mặc cho Đại sư Thiên Long bắt cóc, nhốt cô gái trẻ tuổi. Hơn nữa mấy năm qua, nhà họ Trương ngầm làm rất nhiều chuyện xấu xa. Chỉ riêng những gì chúng tôi nắm được đã có không ít rồi. Vừa vặn nhân cơ hội lần này, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng tất cả mọi người của nhà họ Trương, bắt những kẻ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật về quy án. Tổng đốc Lý nói sơ qua về cách giải quyết chung cho Lâm Thanh Diện nghe, đồng thời trưng cầu ý kiến của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, nói cứ làm theo lời các anh nói đi. Yêu cầu của tôi chỉ có một điểm, nhất định phải thực sự cầu thị. Trương Đồng Phát này dựa vào thân phận gia chủ nhà họ Trương của mình, không ngờ lại mơ ước vợ tôi. Trước kia, gã chắc hẳn đã làm không ít chuyện như vậy, hy vọng các anh có thể coi trọng. Ba người lập tức khẽ gật đầu, không dám chậm trễ. Lúc này, trên mặt Trương Đồng Phát đã đầy vẻ tuyệt vọng. Gã vội vàng đi tới, đầy vẻ hối hận nói: "Ba vị lãnh đạo, mấy năm qua tình hình nhà họ Trương tôi thế nào, các ngài biết rõ nhất. Những điều mà các ngài nói, từ trước đến nay nhà họ Trương tôi đều chưa từng làm qua." Anh bớt đứng đây ngụy biện đi, nếu không phải nhờ có ngài Lâm, chúng tôi còn không biết anh là người đê tiện, vô sỉ như vậy đấy. Thành phố An Dương chúng ta có một tai họa như anh, là do chúng tôi không làm tròn trách nhiệm trong công việc. Lần này chúng tôi nhất định sẽ nghiêm khắc điều tra." Tổng đốc Lý mở miệng nói chắc như đinh đóng cột. Trên mặt Trương Đồng phát đầy vẻ khó hiểu, không biết tại sao ba vị lãnh đạo cao nhất của thành phố An Dương phải nghe lời Lâm Thanh Diện nói như vậy. "Ba vị lãnh đạo, cho dù các ngài muốn điều tra nhà họ Trương tôi, cũng nên cho tôi lý do chứ." Thằng nhóc này rốt cuộc là ai? Sao ngay cả các ngài cũng cung kính với cậu ta như thế? Trương Đồng phát mở miệng hỏi. "Hừ, anh thậm chí còn không biết người này là ai lại dám trêu chọc xem ra mấy năm qua anh thật sự đã quen làm mưa làm gió rồi thật sự cảm thấy mình chính là trời ở thành phố an dương tuần phủ lưu hừ lạnh một tiếng vị này chính là gia chủ nhà họ lâm ở kinh đô còn lại chắc cũng không cần chúng tôi giải thích gì nữa chứ dám sát sử tôn mở miệng trương đồng phát lập tức ngây người trong lòng chợt chợt chấn động nhà họ lâm ở kinh đô gia chủ Trương Đồng Phát thì thào tự nói, trên mặt đầy vẻ khó tin. Trước đó, gã từng nghe nói gia chủ nhà họ Lâm là một người thanh niên chỉ hơn 20 tuổi. Nhưng gã chẳng thể ngờ được, gia chủ nhà họ Lâm sẽ đến thành phố An Dương, hơn nữa còn để cho gã gặp phải. Hai người Triệu Manh và Lý Đồng Dương ngồi bên cạnh cũng đầy vẻ chấn động. Bọn họ đều không ngờ Lâm Thanh Diện là gia chủ nhà họ Lâm ở Kinh Đô. Nếu sớm biết Lâm Thanh Diện có thân phận như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không dính vào bãi nước đục này tôi đã bảo cô đừng tiếp tục dính vào chuyện này cô lại nhất quyết không nghe bây giờ thì hay rồi đắc tội gia chủ nhà họ lâm người ta tôi xem giờ cô sẽ làm thế nào lý đồng dương lập tức nổi giận gầm lên với triệu manh triệu manh hoảng hốt lo sợ oà khóc tôi cũng đâu biết mọi chuyện lại là thế này lâm thanh diện tôi biết sai rồi xin cậu đại nhân đại lược tha cho tôi đi Triệu manh xong nói thì quỳ xuống trước mặt Lâm Thanh Diện. Trương Đồng Phát thấy thế, nghĩ đến lúc ấy Lâm Thanh Diện nói hy vọng mình đừng quỳ xin tha, gã còn lộ vẻ xem thường. Nhưng bây giờ xem ra, nếu gã không quỳ xuống xin tha, cả nhà họ Trương lại xong rồi. Do dự một lúc lâu, Trương Đồng Phát đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện, cắn răng rồi quỳ xuống. Ngài Lâm, trước đó là do tôi có mắt không chồng, xin ngài tha cho tôi, tha cho nhà họ Trương chúng tôi đi. Lâm Thanh Diện cúi đầu nhìn gã, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, lạnh lùng nói, nếu anh không thẹn với lương tâm, cần gì phải quỳ xuống xin tha chứ. Anh hãy tìm ba vị lãnh đạo mà nói chuyện này đi, cầu xin tôi cũng vô dụng thôi. chương 778, Bí mật của Ngọc Bội Trong khách sạn, thời gian cách chuyện của nhà họ Trương cũng đã hai ngày. Ngày hôm đó, sau khi xử lý xong việc, Lâm Thanh Diện dẫn hứa Bích Hoài rời khỏi khách sạn Hồng Vật, không thèm để ý đến Trương Đồng Phát đang muốn gặp mặt, người này vì lợi ích riêng mà không từ thủ đoạn nào, còn dám đánh đập vợ, Lâm Thanh Diện nếu tha thứ cho hắn ta thì không đáng. Về phần hai người Lý Đồng Dương và Triệu Manh, Lâm Thanh Diện cũng không thèm so đo tính toán với bọn họ, dù sao địa vị hai bên không giống nhau, kiến ở trước mặt voi kêu gào, voi tất nhiên sẽ không so đo với kiến. Nhưng Lâm Thanh Diện cũng không nói sẽ không truy cứu trách nhiệm của bọn họ, cho nên triệu manh cứ quỷ mãi trên mặt đất không dám đứng lên, chờ đến khi Lâm Thanh Diện mở miệng. Mà Lâm Thanh Diện không nhìn thẳng vào cô ta, đoán rằng trong lòng cô ta vẫn còn lo lắng. Đây là một cách tra tấn tâm lý, đôi khi so với tra tấn thân thể cũng là hình phạt nặng không kém. Lâm Thanh Diện đã đưa theo Hứa Bích Hoài đến thành phố An Dương, khi quay trở về, hai người đã ở trong phòng khách sạn nghỉ ngơi suốt hai ngày, sau khi dạo chơi một vòng, luôn mỏi mệt. Cho nên Lâm Thanh Diện muốn nghỉ ngơi tốt sau khi trở về. Nhưng thật ra Hứa Bích Hoài từ khi ăn miếng gỗ nhỏ, đến bây giờ tinh lực vẫn không suy yếu, suốt hai ngày ở trong khách sạn, còn cảm thấy tinh lực bị dư thừa, vừa đến buổi tối. Đối với tình huống này, Lâm Thanh Diện hơi đau đầu, tuy rằng tinh lực dư thừa là chuyện tốt, nhưng Lâm Thanh Diện không chịu đựng nổi sự áp bức của Hứa Bích Hoài, trong hai ngày này anh rất muốn chính mình cũng ăn miếng gỗ nhỏ, để xem chính mình có trở nên dư thừa tinh lực không. Dễ ưng phó với hứa Bích Hoài. Nhưng trước khi biết rõ lai lịch của miếng gỗ nhỏ này, Lâm Thanh Diện không dám tùy tiện ăn bậy. Tuy rằng hứa Bích Hoài không có phản ứng bất thường nào, nhưng cũng không ai có thể đảm bảo anh sau khi ăn, nửa người dưới sẽ không hành động như dã thú. Đến lúc đó người không chịu nổi chính là hứa Bích Hoài. Lâm Thanh Diện đang ngồi ở ghế sofa trong phòng xem di động, trong khi đó hứa Bích Hoài vẫn nằm trên giường đùa giỡn với miếng ngọc bội mà Lâm Thanh Diện đã lấy từ Đại sư Thiên Long. Khi xem trang web, một mẩu tin tức địa phương xuất hiện ở trước mặt Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện lập tức cười thật tươi. Xí nghiệp lớn nhất địa phương, xí nghiệp nhà họ trương bị quan chức điều tra vì cáo buộc vi phạm lớn. Như vậy, lời càng ít thì chuyện càng lớn, lần này nhà họ trương chỉ sợ muốn trở mình cũng khó. Vợ ơi, ngọc bội kia có gì đáng cười, lần này ngàn vạn lần em đừng ăn miếng nào nữa buông di động, Lâm Thanh Diện cười nói với Hứa Bích Hoài một câu. Hứa Bích Hoài trợn mắt nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, sau khi quan sát hai ngày qua, miếng ngọc bội này thật sự có vài chỗ đặc biệt. Lâm Thanh Diện bắt đầu đi đến bên giường, mở miệng hỏi chỗ đặc biệt gì vậy? Anh không phát hiện mặt ngoài miếng ngọc bội này có mấy vết lồi lõm bất thường sao, nhìn qua cảm giác giống như là chữ được khắc vào, nhưng em đã quan sát rất lâu mà vẫn không hiểu được chữ viết trên đó là gì hứa bích hoài mở miệng lâm thanh diện cầm lấy miếng ngọc bội từ trong tay hứa bích hoài nhìn thật kỹ bên trên quả thật có rất nhiều chỗ lồi lõm hơn nữa còn dày đặc giống như là có chữ khác bên trong nhìn không tự nhiên hơn nữa chất liệu tạo ra miếng ngọc bội lại bằng gỗ các chỗ lồi lõm đều rất mờ có thể ngọc bội vốn như vậy ai lại nhàn dỗi khắc chữ lên ngọc bội làm gì viết ra giấy là được rồi hơn nữa nếu thật sự là chữ thì em phải đọc được chứ lâm thanh diện mở miệng hứa bích hoài lắc đầu cô vẫn cảm thấy rất kỳ quái ngay sau đó đột nhiên trong mắt cô lóe lên tia sáng cô bật dậy ngồi trên giường em nghĩ tới một khả năng anh nhanh đi mua một lọ mực nước về đây luôn tiện mua thêm mấy tờ giấy hứa bích hoài mở miệng mua mực nước làm cái gì lâm thanh diện cảm thấy kỳ quái mở miệng hỏi ai à, bảo anh mua thì cứ mua đi đợi khi anh về sẽ biết thôi hứa bích hoài mở miệng Tuy rằng không biết hứa Bích Hoài muốn làm cái gì, anh vẫn ngoan ngoãn ra khỏi khách sạn, đi mua một lọ mực nước và một ít giấy trở về. Cầm lấy lọ mực nước, hứa Bích Hoài đi đến cái bàn, cô đổ mực vào một cái gà tàn thuốc lá, sau đó nhúng ngọc bội vào bên trong rồi nhanh chóng đặt lên giấy. Ngay lúc cô lấy ngọc bội ra, trên tờ giấy kia xuất hiện một ít chữ viết, đây là dạng chữ phồn thể quen thuộc. Lâm Thanh Diện trợn mắt nhìn tờ giấy kia, không nghĩ tới trên ngọc bội này thật sự có khắc chữ viết, chẳng qua những chữ viết này khác với suy nghĩ của anh cần phải dùng mực in lên giấy cái này giống như cách in ấn cổ đại sử dụng tiêu bản đối lập của ký tự hơn nữa bởi vì phải sử dụng mực nước để in lên giấy cho nên mới nhìn thấy chữ trên miếng ngọc bội này có nhiều điểm khác lạ hơn nữa chất lượng ngọc bội lại đặc biệt các chữ bên trên rất nhỏ và dày đặc làm cho người ta nhìn thoáng qua không biết là gì em đã nói là ngọc bội này không bình thường bây giờ tin chưa Hứa Bích Hoài đắc ý nhìn Lâm Thanh Diện, giống như đứa trẻ vừa giải được câu đố, cảm giác vừa đạt được thành tựu. Lâm Thanh Diện cười với Hứa Bích Hoài, anh hôn lên trán cô một cái, mở miệng nói, không ngờ vợ của anh thông minh như vậy, bây giờ anh tuyên bố, em là người thông minh nhất nhà đó bảo bối à, so với nhóc Lâm nhất là còn thông minh hơn. Hứa Bích Hoài đảo mắt nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó nắm tay lại đấm nhẹ vào ngực anh. Sau đó, Lâm Thanh Diện làm theo cách của hứa bích hoài, lấy ngọc bội chấm vào mực nước, rồi ấn lên giấy. Bởi vì bản bí tịch trước đây cũng viết bằng chữ phồn thể, Lâm Thanh Diện vì muốn đọc được bản bí tịch kia, nên cũng tham khảo rất nhiều thông tin, cho nên bây giờ nhìn đến chữ phồn thể, chỉ cần không phải quá hiếm, anh đều đọc được. Sau khi chăm chú quan sát các tờ giấy, Lâm Thanh Diện đại khái hiểu được chữ khắc trên ngọc bội rốt cuộc nói về cái gì, nếu đoán không sai, những thứ được khắc trên đây có liên quan đến huyền kinh, Nhìn qua thấy có điểm giống công pháp Huyền công, nhưng lại có sự khác biệt lớn. Lâm Thanh Diện tập luyện theo nội dung khác trên ngọc bội, vận chuyển huyền kình trong cơ thể mình, nháy mắt, anh cảm nhận huyền kình trong cơ thể bắt đầu sôi trào, trong tích tắc, Lâm Thanh Diện cảm nhận sức mạnh của mình tăng thêm một tầng. Bởi vì sợ hãi có thể xảy ra chuyện gì, Lâm Thanh Diện nhanh chóng dừng lại, sau đó nhanh chóng xem lại toàn bộ văn bản. Một lúc lâu sau đó, Lâm Thanh Diện hít một hơi thật sâu trên mặt xuất hiện sự hưng phấn không thể che giấu trên ngọc bội rốt cuộc viết gì vậy sao anh lại cao hứng như vậy hứa bích hoài mở miệng hỏi lâm thanh diện ôm lấy hứa bích hoài tặng cho cô một cái hôn lớn mở miệng nói vợ ơi lần này chúng ta thật sự kiếm được món lời lớn viết trên ngọc bội chính là một loại bí pháp có thể làm cho năng lực của người ta tăng lên nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn đây quả thực là thuốc khai dương hòa khí đan có thể sử dụng vô hạn Chương 779, 6 gia đình võ cổ truyền danh giá. Cái gọi là bí pháp là một phương pháp tu luyện còn khó đạt thành công hơn công pháp, hơn nữa phương pháp tu luyện này cũng cực kỳ hiếm gặp. Bí pháp có rất nhiều loại, căn cứ mục đích, hiệu quả cũng rất khác nhau. Bí pháp được ghi lại trên miếng ngọc bội này, nhằm tăng thực lực của người tu luyện, một khi thi triển, kết hợp với thực lực của bản thân, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, vốn dĩ có thể đột phá gấp 3 lần. So với khai dương hợp khí đan hiệu quả như nhau. Nhưng bí pháp này so với thuốc hơi khác biệt, sau khi sử dụng bí pháp, tác dụng phụ thường gặp nhất là làm cho cơ thể suy yếu, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào tiếp tục sử dụng năng lực của bản thân, nhưng cuối cùng vẫn có thể khôi phục. Mà khai dương hợp khí đan tác dụng phụ rất khủng khiếp, nhẹ thì làm cho tàn phế, nặng thì chết, cái nào mạnh, cái nào yếu, chỉ nhìn một cái là biết. Tuy rằng trên người Lâm Thanh Diện còn có hai viên thúa có thể nói là không có tác dụng phụ, nhưng xét cho cùng thuốc là vật phẩm tiêu hao, dùng rồi sẽ hết, mà bí pháp lại có thể sử dụng vô hạn, chỉ cần thân thể đạt trạng thái yêu cầu, sử dụng sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, điều này cũng không đồng nghĩa với việc có thể tùy tiện sử dụng bí pháp, nội dung ghi trên ngọc bội này có tính chất cường điệu, loại bí pháp này nguy hiểm ở chỗ phải đúng thời điểm mới có thể sử dụng. Bởi vì bí pháp tuy có thể làm cho người ta trong thời gian ngắn bùng nổ năng lực, nhưng xét đến cùng thì đây là một loại áp bức con người, cho dù có thể khôi phục lại, sau khi sử dụng bí pháp, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, chẳng khác nào con cừu bị giết thịt. Một khi đối thủ không bị hạ gục hoặc đối thủ còn có người khác giúp đỡ, không trốn thoát được chỉ có chết. Lâm Thanh diện đối với điểm này cũng không quan tâm lắm, nếu thực lực của anh có thể tăng lên gấp 3, ngoài những cao thủ đạt cảnh giới trên tông sư, anh nghĩ không ra còn có ai có thể lấy mạng anh. Nhưng điều làm cho Lâm Thanh Diện hơi bất ngờ là bí kíp này luyện ra huyền kinh, nếu chỉ sử dụng nội kinh, căn bản không thể phát huy được hiệu quả của huyền kinh. Anh có được miếng ngọc bội này, xem như là may mắn trong may mắn, nếu anh không luyện thành huyền kinh, bí pháp trên tay giống như một vật trang trí. Hơn nữa đây là lần thứ hai anh biết đến sự tồn tại của huyền kinh, ngoài bản bí tịch kia. Lần đầu tiên biết được là từ miệng của lôi uyên hành, theo như ông ta nói, gia phả nhà họ lôi có ghi lại huyền kinh, mà lúc này đây, huyền kinh lại được thấy trên bí pháp này. Theo lời Đại sư Thiên Long, toàn bộ những thứ kia được tìm thấy trong bọc vải của bộ xương khô trong một hang động, Lâm Thanh Diện hơi tò mò bộ xương khô kia khi còn sống rốt cuộc là ai, hắn ta và chủ nhân của ngôi mộ mà ba của Giang Trấn đánh cắp có mối quan hệ gì. Lần này đến tại thành phố An Dương, Lâm Thanh Diện thu hoạch không nhỏ, có được bí pháp này, hơn nữa còn có hai viên thuốc lâm thanh diện thấy rằng bản thân anh trong giới võ đạo cả nước đều có đủ sức mạnh để nổi bật giữa đám đông nhưng anh ý thức được sự tồn tại của huyền kinh giới hạn của võ đạo căn bản không đơn giản như anh nghĩ hơn nữa trên thế giới này người biết đến sự tồn tại của huyền kinh chắc chắn không chỉ có mình anh cho nên mặc dù thực lực hiện tại của anh đã hiên ngang đạt tông sư trung cảnh anh cũng phải cẩn thận tiếp tục ở trong khách sạn nghỉ ngơi thêm một ngày nghiên cứu thấu đáo bí pháp trên miếng ngọc bội hai người Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cũng bắt đầu hành trình trở về nhà. Cùng lúc đó, trong đại sảnh của một nhà hàng ở Kinh Đô, một đám người tràn đầy khí thế đang tụ tập ở đây, toàn bộ khách sạn đã được bao từ trên xuống dưới, tất cả khách đến ăn cơm đều được thông báo rời đi. Nhân viên nhà hàng cẩn thận đứng núp ở trong góc, tò mò nhìn thấy nhóm người này không dễ gì trêu chọc, cho nên không dám ho he gì. Cầm đầu nhóm người này chính là một người đàn ông lớn tuổi mặc áo dáng dài thờ cổ, tóc hoa dâm, trên người phát ra khí thế không giận mà uy. Phía trước ông già mặc áo dài còn có bốn người mặc bốn kiểu trang phục khác nhau, dáng người khác nhau, nhưng khí thế không thua kém gì ông già mặc áo dài. Nếu là người có hiểu biết trong giới võ đạo, nhìn thấy năm người này, chắc chắn đều kinh hãi đến rớt cả tròng mắt ra ngoài. Bởi vì năm người này là tông sư giỏi nhất hiện tại, mà năm người bọn họ cộng lại, có thể đại diện cho toàn giới võ đạo nước C. Võ đạo nước C đã truyền lại hơn ngàn năm, Tới thời cận đại, bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển nên phải ẩn mình vào xã hội thế tục, nhưng điều này không làm cho giới võ đạo nước C xuống dốc. Đến nay nước C từ Nam xuống Bắc đều có thể thấy bóng dáng người tập võ nghệ mà nổi bật nhất trong giới võ đạo hiện nay chính là 6 gia tộc cổ võ. 6 gia tộc cổ võ này có thể nói là 6 gia tộc có thế lực mạnh nhất. Người của 6 gia tộc này đều có nội lực thâm hậu cùng với võ đạo được truyền nhiều đời cho dù là các môn phái võ cổ truyền cũng không có tư cách sánh vai theo chân bọn họ. Nhà họ La ở Giang Bắc là một trong sáu gia tộc cổ võ. Ở đây có năm người, đúng là sáu gia tộc cổ võ trừ nhà họ La ra, còn lại đúng năm vị chủ nhà. Sáu gia tộc cổ võ phân bố khắp nơi ở nước C, mà hiện giờ bọn họ tập trung ở Kinh Đô, chính là có nguyên nhân, hai vị tông sư của nhà họ La đã chết. Bọn họ là vì Lâm Thanh Diện mà đến. Mọi người đã đến đông đủ, ta cũng không nhiều lời nữa, lần này triệu tập mọi người đến nơi này, vì nguyên nhân gì, ta cũng không cần nói nhiều. Ông già mặc áo dài quét mắt nhìn tất cả mọi người, chậm rãi mở miệng nói. Ở đây, tất cả mọi người đối ông già mặc áo dài này có sự kính nể, bởi vì ông ta là người đứng đầu sáu gia tộc cổ võ, ông chủ nhà họ Vương, Vương Thủ Hạc. Tổng thế lực của nhà họ Vương, trong sáu gia tộc cổ võ, lớn mạnh nhất, mặt khác năm gia tộc cổ võ đều tôn nhà họ Vương làm người đứng đầu. Người thanh niên kia tên là Lâm Thanh Diện, có thể giết hại hai vị tông sư nhà họ La ở độ tuổi này. Anh ta quả thiên phú kinh người, hai vị tông sư năng lực không bằng, chết trong tay anh ta, cái này không có gì đáng nói. Nhưng Lâm Thanh Diện là đồ đệ của Lục Diên Thọ, cho nên hai vị tông sư nhà họ La mất mạng, chuyện không đơn giản như vậy. Sáu gia tộc cổ võ chúng ta, cùng với Lục Diên Thọ có mối tử thù. Năm đó Lục Diên Thọ giết bao nhiêu con cháu của sáu gia tộc cổ võ? thù này, cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, cũng không thể hóa giải. Hiện giờ Lâm Thanh Diện giết chết hai vị tông sư của nhà họ La, rất có có thể là do Lục Diên Thọ chỉ đạo. Lục Diên Thọ này làm con rùa rụt đầu nhiều năm như vậy, vừa xuất hiện, đã cho chúng ta một chuyện lớn như vậy. Nếu chuyện này đúng, như vậy mục tiêu kế tiếp của Lục Diên Thọ, rất có có thể chính là năm gia tộc cổ võ chúng ta, thậm chí, có khả năng cuối cùng chúng ta đều rơi vào tay Lục Diên Thọ và đồ đệ của ông ta năm gia tộc cổ võ chúng ta tụ tập không sai, chính là vì diệt trừ cái u ác tính của giới võ đạo, đồ đệ của Lục Diên Thọ bây giờ chỉ mới hơn 20 tuổi, nếu để anh ta trưởng thành, sự uy hiếp của anh ta sẽ vượt qua Lục Diên Thọ. Cho nên đại hội năm gia tộc cổ võ được tiến hành ở Kinh Đô, chúng ta nhất định giải diệt trừ đồ đệ của Lục Diên Thọ, nếu anh ta không ra mặt, phải nghĩ cách ép buộc anh ta xuất hiện, không thể giữ lại tính mạng của anh ta. Chương 780, Đại hội võ đạo. Rất nhanh tin tức đại hội võ đạo được tổ chức tại Kinh Đô đã truyền khắp giới võ đạo nước C, không chỉ người trong giới võ đạo biết chuyện này, ngay cả những người dân bình thường ở Kinh Đô cũng ít nhiều nghe nói đến nó. Hơn nữa, trong tin tức mà Vương Thủ Hạc cho người truyền ra ngoài còn chỉ đích danh muốn Lâm Thanh Diện nhà họ Lâm tham gia, nói là có hơn phân nửa người của giới võ đạo nước C muốn khiêu chiến với anh. Vì có thể ép Lâm Thanh Diện tham gia đại hội võ đạo bọn họ còn đặc biệt tung ra tin đồn thật ra thực lực của Lâm Thanh Diện không lợi hại như vậy, anh có thể giết hai tông sư của nhà họ La là dựa vào mưu trí và may mắn. Dựa theo suy nghĩ của Vương Thủ Hạc, Lâm Thanh Diện mới chỉ hơn 20 tuổi, hơn nữa thiên phú thực lực hơn người như vậy, chắc chắn là người kiêu căng tự phụ, một khi nghe nói có người nghi ngờ thực lực của mình, nhất định anh sẽ nhảy ra chứng minh bản thân. Hơn nữa nhà họ Lâm là gia tộc nổi tiếng Kinh Đô, Lâm Thanh Diện cũng có tiếng tăm vô cùng lớn ở Kinh Đô, bây giờ toàn bộ kinh đô đều biết người của giới võ đạo nước xê muốn khiêu chiến với lâm thanh diện nếu lâm thanh diện tránh né không chiến như vậy chứng tỏ anh sợ hãi lâm thanh diện như vậy chắc chắn sẽ khiến địa vị của mình ở trong mắt những người dân kinh đô giảm xuống rất nhiều nếu lâm thanh diện không muốn gánh cái danh nhát như thỏ đế nhất định sẽ ra mặt nghinh chiến chỉ cần lâm thanh diện chịu đến tham gia đại hội võ đạo chuyện còn lại đều dễ bàn rồi chủ của năm gia tộc lớn đã bàn bạc xong biện pháp đối phó với lâm thanh diện với tư cách là kiểu mẫu của giới võ đạo nước C, người của năm gia tộc lớn vẫn cần thể diện, vì vậy cũng cố gắng nghĩ ra biện pháp dễ coi một chút để đối phó với Lâm Thanh Diệt, trừ phi không giải quyết được, bọn họ mới áp dụng thủ đoạn không biết xấu hổ. Trong lúc nhất thời, người của giới võ đạo nước C từ cả nước đổ về Kinh Đô, đám võ giả bình thường vốn không lộ mặt ra ngoài xã hội, lần đầu tụ họp tại Kinh Đô với quy mô lớn. Trong khoảng thời gian này, thường xuyên có thể nhìn thấy một số người có hơi thở dũng mãnh khuôn mặt lộ vẻ hung ác, còn có những người mặc quần áo vô cùng cổ kính trên các nẻo đường kinh đô, khiến cho nhân dân kinh đô choáng váng. Hai người Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ngồi máy bay từ thành phố An Dương trở về kinh đô, mới ra khỏi sân bay đã nhìn thấy một đám người vây quanh tấm biển quảng cáo ở cách đó không xa. Hứa Bích Hoài hơi tò mò nên kéo Lâm Thanh Diện đi đến, muốn xem bọn họ đang nhìn cái gì. Đến trước biển quảng cáo, đập vào tầm mắt của Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài chính là bốn chữ Đại hội Võ Đạo. Bên dưới chính là một số giới thiệu về Đại hội Võ Đạo, vì để cho những người bình thường này hiểu rõ hơn về Đại hội Võ Đạo, năm gia tộc lớn đã nói Đại hội Võ Đạo thành một cuộc tranh tài võ thuật. Bên dưới quảng cáo viết mấy chữ vô cùng bắt mắt, muốn xem chủ của nhà họ Lâm của Kinh Đô bị đánh thì đến Đại hội Võ Đạo. Sau đó chính là địa điểm tổ chức Đại hội Võ Đạo, là ở tại sân vận động thương mại lớn nhất Kinh Đô mặc dù năm thế gia cổ võ lớn đều chuyên tâm trong võ học nhưng gia sản nhà bọn họ vẫn vô cùng phong phú cho nên việc thuê một sân thi đấu làm quảng cáo tại kinh đô cũng vô cùng dễ dàng sau khi lâm thanh diện nhìn thấy câu nói cuối cùng kia lập tức nhíu mày không hiểu vì sao đại hội võ đạo này lại nhắc đến mình hứa bích hoài quay đầu lướt nhìn lâm thanh diện lên tiếng đại hội võ đạo này cũng thật không biết xấu hổ vì hấp dẫn ánh mắt của mọi người lại có thể làm loại quảng cáo thấp hèn như vậy Lâm Thanh Diện im lặng một lát, quay đầu thoáng nhìn một thanh niên ở phía trên, lên tiếng hỏi, người anh em, anh biết đại hội võ đạo này làm cái gì? Do ai tổ chức không? Thanh niên quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, mặc dù ở kinh đô Lâm Thanh Diện rất nổi tiếng. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều biết dáng vẻ của Lâm Thanh Diện trông như thế nào. Gần đây đại hội võ đạo này rất hot, chẳng lẽ các anh không biết sao, nghe nói ban tổ chức là cái gì mà năm thế gia cổ võ lớn, sau đó là toàn bộ người của giới võ đạo nước C đều sẽ đến tham gia, nói rất thần bí mơ hồ, đều đã thế kỷ 21 rồi, nơi nào còn tồn tại võ đạo chứ, nhưng thoạt nghe cũng rất thú vị, nghe nói ra chủ của nhà họ Lâm cũng sẽ tham gia, chủ của nhà họ Lâm thật sự là người có bản lĩnh, nhưng đại hội võ đạo này nói sẽ đánh chủ của nhà họ Lâm tơi bời, cũng không biết có phải là sự thật hay không. Thanh niên trả lời, nghe thanh niên nói xong, Lâm Thanh Diện như có điều suy nghĩ mà khẽ gật đầu, cái gọi là năm gia tộc cổ võ lớn, chắc hẳn là sự tồn tại giống như nhà họ La, anh không ngờ lại còn năm thế gia cổ võ giống như nhà họ La này. Mà sở dĩ bọn họ sẽ đến kinh đô tổ chức đại hội võ đạo, còn làm rình rang thế này, cố ý đưa tên mình vào trong quảng cáo, rất có thể chính là vì mình mà đến. Xem ra gần đây có nhiều chuyện phiền phức rồi, nhưng mà thế này cũng tốt, vừa vẫn có cơ hội củng cố thực lực một chút, người cùng luyện miễn phí, tôi cũng không hề ghét bỏ lâm thanh diện cười nói một câu người thanh niên kia nhìn chằm chằm lâm thanh diện bằng ánh mắt nghi ngờ luôn cảm giác người trước mặt này hơi quen mắt người anh em anh làm gì vậy vì sao tôi cảm thấy anh quen mắt như vậy chứ thanh niên hỏi lâm thanh diện cười nói đánh đấm chuyên nghiệp nói xong dắt lấy tay hứa bích hoài quay người rời khỏi nơi này người thanh niên kia nhìn chằm chằm bóng lưng lâm thanh diện vẫn chưa tìm được manh mối qua thêm một lát Đột nhiên có một dòng điện xẹt qua đầu anh ta, sau đó sợ hãi hô lên một tiếng, gia chủ. Nhà họ Lâm, Lâm thanh diện, trời ạ, à, người vừa nói chuyện với tôi là gia chủ nhà họ Lâm kia. Trở lại khu nhà cũ nhà họ Lâm, người của nhà họ Lâm đều ở trong phòng khách, thảo luận chuyện của đại hội võ đạo. Những người này cũng thật sự là dai như đỉa, đánh xong một nhà, kết quả lại xuất hiện đến năm nhà. Người của giới võ đạo các cậu đúng là còn hẹp hòi hơn người của giới kinh doanh chúng tôi đến mức phải làm như vậy sao? Tô Thành Hải không kiên nhẫn nói. Tất cả mọi người đều bất đắc dĩ, bọn họ đều đồng ý với lời này của Tô Thành Hải, nhưng dường như chuyện này đã không còn là lòng giả dạ hẹp hòi thôi rồi. Có thể nói người trong giới võ đạo càng chú trọng việc báo thù hơn. Sau khi Lâm Thanh Diện trở về cũng đã tìm hiểu tình huống của năm thế gia cổ võ này từ chỗ của Mục Tu và Lý Tam Thốn, biết được mục đích bọn họ tổ chức đại hội võ đạo này, nhìn tình hình chắc hẳn năm gia tộc cổ võ lớn này sợ mình tạo thành uy hiếp với bọn họ, vì vậy diệt trừ tai họa ngầm từ sớm. Lâm Thanh Diện Sư Huynh, anh không thể đến tham gia đại hội võ đạo này, năm thế gia cổ võ bắt tay, đây cũng không phải là chuyện mà một nhà họ la có thể so sánh, nếu anh đi thật, chính là chúng kế của bọn họ, cứ coi như chúng ta sợ đi, mau chóng liên lạc với sư phụ, dù thế nào cũng không thể bị kế khích tướng của bọn họ lừa gạt. Trên mặt Lý Tam Thốn chứa đầy lo lắng nhìn Lâm Thanh Diện, khuyên nhủ lâm thanh diện cười nói người ta cũng đã chỉ đích danh tôi đi rồi nếu tôi không đi chỉ sợ sẽ trở thành chuyện cười trong mắt người ở kinh đô chuyện này thì có sao đâu chứ dù sao thành trò cười trong mắt mọi người vẫn tốt hơn mất đi cái mạng nhỏ lý tam thốn bẻ lại yên tâm đi cho dù thật sự đến đó cái gọi là nam thế gia cổ võ lớn này cũng không làm gì được tôi lâm thanh diện nói lý tam thốn nhất thời cảm thấy lâm thanh diện có hơi coi khinh bọn họ vừa định tiếp tục khuyên bảo anh lại có một người bên ngoài chạy vào, hô lên, gia chủ, bên ngoài có người tự xưng là chủ của nhà họ Vương gia tộc đứng đầu năm môn phái cổ võ lớn muốn gặp ngài. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 781, khiêu chiến toàn bộ giới võ đạo nước C. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời người kia nói, lông mày lập tức nhướng lên, nghĩ thầm, thật sự là nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo đến ngay. Cho ông ta vào đi, Lâm Thanh Diện lên tiếng người kia gật đầu, nhanh chóng bước ra gọi người đang chờ bên ngoài đi vào. Không lâu sau, Vương Thủ Hạc dẫn một cô bé từ bên ngoài đi vào, Vương Thủ Hạc bày ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt, đã nếm trải những thăng trầm của cuộc sống, cô bé thì trên mặt tràn đầy tinh danh, trong đôi mắt còn mang theo vẻ ngây thơ. Hai người đi cùng nhau, mặc dù có hơi không hài hòa, nhưng vẫn rất hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Người đi theo bên cạnh Vương Thủ Hạc không phải ai khác, mà chính là Vương Hân Giao, cháu gái mới 16 tuổi của Vương Thủ Hạc. Sau khi hai người đi vào trong phòng khách, ánh mắt lập tức rơi lên trên người Lâm Thanh Diện ngồi ở vị trí chính giữa căn phòng. Vương Thủ Hạc nhìn dáng vẻ của Lâm Thanh Diện, cảm nhận được khí thế trên người anh, trong lòng lập tức cảm khái, xem ra Lâm Thanh Diện này quả nhiên giống như trong lời đồn, trẻ tuổi như vậy cũng đã là cao thủ tông sư mà vô số người tha thiết mơ ước. Vương Thủ Hạc cảm nhận được một tia nguy hiểm như có như không trên người Lâm Thanh Diện cho dù là chủ của mấy thế gia khác cũng chưa từng khiến ông ta sinh ra loại cảm giác này, xem ra hai anh em la cương la liệt chết trên tay Lâm Thanh Diện quả thật không phải là chuyện trùng hợp. Lâm gia chủ quả nhiên là người đẹp trai phóng khoáng, tuổi trẻ tài cao, hôm nay gặp mặt, quả thật giống như trong lời đồn, khí thế trên người cậu rất mạnh mẽ, lão phu cũng tự thấy mặc cảm. Vương Thủ Hạc lên tiếng. Vương Hân Giao ở bên cạnh nghe thấy lời của ông nội, lập tức phản bác, ông nội, ông già rồi nên hồ đồ phải không, người này đẹp trai phóng khoáng chỗ nào chứ anh ta cách đẹp trai phóng khoáng còn xa lắm hân giao không được vô lễ vương thủ hạc quay đầu nhìn vương hân giao nói rõ ràng vương hân giao không phục trả lời con nói không đúng sao bề ngoài của anh ta như vậy còn kém đẹp trai phóng khoáng xa lắm lâm thanh diện nhìn thấy cô gái này bình luận về dáng vẻ của mình một cách nghiêm túc như vậy nhất thời cạn lời cảm giác như vương thủ hạc cố ý dẫn cô ta đến để sỉ nhục mình nếu như các ông đến là để nhìn bề ngoài của tôi thế nào tôi cảm thấy các ông cứ tìm trên mạng là được rồi không cần phải đặc biệt đi một chuyến lâm thanh diện nói vương hân giao lập tức nhếch miệng với lâm thanh diện trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn còn mang theo vẻ khinh thường vương thủ hạc ấy náy cười với lâm thanh diện nói cháu gái của tôi từ nhỏ đã bị làm hư khiến cho lâm gia chủ chê cười rồi tôi cũng không nói nhảm nữa lần này tôi đến gặp lâm gia chủ thật ra là để mời Lâm gia chủ đến tham gia đại hội võ đạo. Tin rằng Lâm gia chủ cũng có một số hiểu biết về đại hội võ đạo lần này, giống như hội họp võ đạo vậy, thiếu mất bóng dáng của Lâm gia chủ cũng có phần đáng tiếc. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời Vương Thủ Hạc nói, trên mặt lập tức lộ ra kinh bỉ, lên tiếng, trên quảng cáo các ông đâu có nói như vậy, tôi cũng không cảm thấy những người có thể tùy tiện dùng việc hạ thấp người khác để hấp dẫn ánh nhìn của người ta sẽ tổ chức được đại hội lớn gì. Anh không hề khách khí với Vương Thủ Hạc, nếu tất cả mọi người đã hiểu rõ được mục đích của đối phương, vậy không cần phải dối trá nữa. Vương Thủ Hạc cũng không tức giận, chỉ mỉm cười, cất lời, chuyện quảng cáo là do chúng tôi làm không tốt, nhưng mà tin tưởng bằng thực lực của Lâm gia chủ thì sẽ không để ý đến chút ít bôi nhọ như vậy. Lâm gia chủ chỉ cần đến đại hội võ đạo thể hiện bản lĩnh của mình, vậy là có thể dễ dàng hóa giải chút ít tin tức tiêu cực ấy rồi. Nói xong. Vương Thủ Hạc lấy một tấm thiệp mời ở trong người mình ra. Đây là thiệp mời đại hội võ đạo, hy vọng lúc đó Lâm gia chủ nể mặt tham gia, để giới võ đạo nước C đều được chứng kiến lợi hại của Lâm gia chủ. Nội kinh xoay chuyển trên đầu ngón tay Vương Thủ Hạc, sau đó khẽ dùng sức, trực tiếp bắn tấm thiệp mời kia về phía Lâm Thanh Diện. Cao thủ công sư cảnh là đã có bản lĩnh phi lá giết người, so với lá cây, tấm thiệp mời còn cứng rắn hơn, được Vương Thủ Hạc bắn ra như thế này, trong nháy mắt trở thành một vũ khí giết người, nhanh chóng bay về phía Lâm Thanh Diện. Mọi người trong phòng khách thấy vậy thì đều giật mình, bọn họ chỉ cảm thấy một luồng khí thế mạnh mẽ xuất hiện, ngay sau đó, thiệp mời kia đã bay đến trước mặt Lâm Thanh Diện. Sắc mặt Lâm Thanh Diện vẫn bình tĩnh, trong nháy mắt thiệp mời bay đến trước mặt mình, nhẹ nhàng nhấc tay, hai ngón tay kia kẹp lấy tấm thiệp mời, nội kình trên đó cũng lập tức tiêu tan, không mảy may nhìn ra thiệp mời này đã từng mang theo uy lực có thể giết người vương thủ hạc nhìn thấy lâm thanh diện hóa giải một lần tấn công của ông ta nhẹ nhàng như vậy hai mắt cũng nheo lại dường như thực lực của lâm thanh diện còn lợi hại ông ta tưởng tượng thật ngại quá tôi cũng không định nhận lời mời của các ông vì vậy vẫn mong mang tấm thiệp mời này về đi lâm thanh diện nói một câu sau đó hai ngón tay kẹp thiệp mời kia khe khẽ vung lên ném thiệp mời trở về tốc độ kia còn nhanh hơn gấp đôi so với vương thủ hạc ném đến vừa rồi tất cả mọi người chỉ thấy trước mặt mình xẹt qua một cái ngay sau đó cơ thể vương thủ hạc nhanh chóng lùi về phía sau xoay người một cái lúc này cơ thể mới miễn cưỡng đứng vững thiệp mời kia cũng xuất hiện trong tay ông ta ném đến ném đi này đều xảy ra trong chớp mắt tất cả mọi người đều sợ hãi thán phục sự khủng bố của màn giao tranh giữa hai tông sư cảnh nếu đổi thành bọn họ chỉ sợ vừa rồi chết như thế nào cũng không hay sắc mặt vương thủ hạc khó coi nhìn lâm thanh diệt lên tiếng hội họp lớn như vậy cậu chắc chắn không tham gia ha ha xin lỗi trong mắt của tôi đây cũng không phải là hội họp lớn gì lâm thanh diện trả lời cái tên này sao lại không biết tốt xấu như vậy ông nội của tôi đã tự đến đây mời anh anh còn từ chối tôi chưa từng thấy người không biết điều như anh vương hân giao lập tức hô lên một câu với lâm thanh diện vương thủ hạc lắc đầu biết lâm thanh diện cũng không ngốc chắc chắn là đã đoán được mục đích của bọn họ bị từ chối cũng là chuyện nằm trong dự đoán nếu đã như vậy thì tôi không quấy rầy nữa. nếu lâm gia chủ thay đổi suy nghĩ, lúc nào cũng có thể đến đại hội võ đạo. tạm biệt. nói xong, vương thủ hạc dẫn vương hân giao đi ra ngoài. khi rời đi, vương hân giao trừng mắt lườm lâm thanh diện một cái, thoạt nhìn khá là tức giận. hai người đi ra khỏi nhà cũ nhà họ lâm, nét mặt vương hân giao tràn đầy khó chịu, lên tiếng: ông nội, lâm thanh diện kia cũng thật là không biết tốt xấu, ông đã đến tận nơi mời anh ta vậy mà anh ta còn từ chối còn thấy ông nên dứt khoát ra tay dạy dỗ anh ta một trận chút danh tiếng kia của anh ta cũng chỉ là thổi phồng lên mà thôi vương thủ hạc dừng lại quay đầu nhìn vương hân giao lên tiếng giao giao lâm thanh diện này rất đáng sợ không đơn giản như cháu nghĩ đâu chỉ dựa vào một mình ông nội căn bản không phải là đối thủ của cậu ta vương hân giao lập tức mở to hai mắt nói ông nội sao ông lại không phải là đối thủ của anh ta chứ cháu thấy anh ta cũng không có gì đặc biệt không phải anh ta chỉ tiếp được thiệp mời ông nội ném đến rồi lại ném trở lại thôi sao? Vương Thủ Hạc hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí sắn tay áo bên tay mình vừa mới tiếp thiệp mời kia lên. Vương Hân Giao cúi đầu nhìn, chỉ thấy lúc này cánh tay của Vương Thủ Hạc không ngừng run rẩy, trên cánh tay nổi đầy gân xanh, quá nửa đều đã đỏ bừng, khiến cho Vương Hân Giao sợ hãi hô lên. Trong phòng khách, tất cả mọi người nhìn Lâm Thanh Diệt, cảm thấy lâm thanh diện từ chối vương thủ hạc là một lựa chọn sáng suốt sư huynh không phải lúc nãy anh nói vốn không để năm thế gia lớn này vào trong mắt à sao cuối cùng vẫn từ chối ông ta lý tam thốn nhìn lâm thanh diện cười nói lâm thanh diện vẫy vẫy tay với lý tam thốn ra hiệu cho cậu ta đi đến lý tam thốn đi đến hơi nghi ngờ nhìn lâm thanh diện lâm thanh diện ghé vào tai cậu ta nói gì đó chỉ thấy hai mắt lý tam thốn lập tức trợn lên sau đó hô to cái gì. Anh muốn khiêu chiến toàn bộ giới võ đạo nước C, từ chối lời mời của năm thế gia lớn, là vì nắm quyền chủ động ở trong tay. Mọi người trong phòng khách vốn vẫn đang cảm thấy may mắn lập tức trợn mắt há hốc nghiệt, nhìn Lâm Thanh Diện nhất thời không biết nên nói cái gì. chương 782, nhất định phải diệt trừ. Cậu Lâm Thanh Diện, khiêu chiến cả giới võ đạo của nước C, đây không phải là một hành động sáng suốt gì, cậu phải suy xét cẩn thận. Ông độ lo lắng nhìn Lâm Thanh Diện. "Đúng đó lão đại, những lời này đâu phải tùy tiện nói ra được đâu. Lấy sức lực cá nhân để chống lại cả giới võ đạo của nước C, chuyện này quá điên rồ rồi." Dư Tùng phụ họa theo. "Lâm Thanh Diện, theo anh chúng ta nên gọi sư phụ tới thôi. Một mình cậu đối phó với bọn họ, đúng là hơi ăn không tiêu rồi đó. Hơn nữa đây chính là sập bẫy của Ngũ đại gia tộc, khả năng bọn họ chỉ mong cậu làm thế thôi." Sắc mặt Mục Tu nghiêm trọng nói. Lâm Thanh Diện cười nhìn mọi người trong phòng khách, thấy bọn họ đều lo cho mình như thế thì giải thích, mọi người không cần lo. Khiêu chiến cả giới võ đạo cũng chỉ là một mánh khóe thôi. Chẳng phải ngũ đại thế gia đã có thể đại diện cho lực lượng hùng cường nhất của giới võ đạo nước C hay sao? Về cơ bản vẫn là đấu với ngũ đại thế gia thôi, những thế lực khác chẳng có được thực lực như ngũ đại thế gia, nói chung cũng không đáng lo. Sư Huynh, coi như là đấu với ngũ đại thế gia, chỉ một mình anh cũng không thể thắng bọn họ được bọn họ có thể có 5 vị cao thủ tông sư hàng đầu, huống chi còn có những cao thủ tông sư khác, hơn nữa còn có vô số đệ tử trong tông môn, một mình anh sao đấu với họ đây. Lý Tam Thốn nói, Lâm Thanh Diện nhún vai, sau khi lấy được bí pháp, Lâm Thanh Diện chẳng còn e ngại cao thủ tông sư nữa, cộng thêm sự đáng sợ của huyền kình của anh, thậm chí anh còn thấy những tên tông sư này chẳng ra gì cả. Dù là năm tông sư hàng đầu, cộng thêm số cao thủ còn lại của ngũ đại thế gia, Lâm Thanh Diện cũng có sức đánh với bọn họ một trận. Sự tự tin này có được là từ thực lực tuyệt đối, nhóm người Lý Tam Thốn không cảm nhận được cảnh giới hiện tại của Lâm Thanh Diện, tất nhiên sẽ lo lắng. Được rồi, chuyện này cứ quyết định thế đi, bây giờ cho người tung tin này ra, cứ nói tôi muốn khiêu chiến giới võ đạo của nước C, địa điểm đặt ở nơi bọn họ tổ chức đại hội võ đạo, tạm thời quy định một ngày nghênh chiến. Ừ, 10 trận đi. Ngũ đại thế gia này dẫm đạp lên tôi để quảng cáo, nếu tôi không đáp trả, sợ rằng bọn họ thật sự nghĩ Lâm Thanh Diện tôi dễ bắt nạt, thế nên quyền chủ động trong vụ việc lần này phải nằm trong tay tôi. Đại hội võ đạo gì chứ, đều phải nghe lời tôi. Mọi người thấy Lâm Thanh Diện kiên định như thế thì biết có khuyên anh cũng vô ích, hơn nữa Lâm Thanh Diện cũng không phải loại người dễ sốc nổi. Nếu đã quyết định làm vậy thì chắc chắn đã có thực lực nhất định, thế nên cũng không tranh luận với Lâm Thanh Diện nữa. Xong hai người mục tu và Lý Tam Thốn vẫn cảm thấy cần phải nói chuyện này cho sư phụ, thế nên bèn dùng cách liên lạc đặc biệt để báo cho sư phụ về những chuyện đang xảy ra hiện nay ở Kinh Đô. Gia chủ nhà họ Lâm khiêu chiến cả giới võ đạo nước C, mỗi ngày nghênh chiến 10 trận, tất cả cao thủ của giới võ đạo nước C đều có thể tham gia. Sau khi vương thủ hạc rời khỏi nhà họ Lâm, tin tức này tản đi với tốc độ như gió, trong nháy mắt truyền khắp mọi ngóc ngách của Kinh Đô. Ban đầu mọi người còn đang suy đoán Lâm Thanh Diện có can đoan tham gia đại hội võ đạo hay không, kết quả Lâm Thanh Diện đáp lại bằng một pha nặng ký như thế, khiến ánh mắt mọi người đều sững ra. Lâm Thanh Diện khiêu chiến giới võ đạo nước C, dụng ý cũng khá rõ ràng, chính là không xem ngũ đại thế ra ra gì. Hành động này khiến mọi người đều cảm thấy Lâm Thanh Diện là tên điên rồ. Tuy nhiều người đã nghe chuyện của Lâm Thanh Diện, biết anh lợi hại, nhưng chỉ một mình anh khiêu chiến của giới võ đạo nước C, với cái nhìn của mọi người thì vẫn hơi lỗ máng. Thế nên khi một vài người khâm phục Lâm Thanh Diện can đảm, cũng có không ít người cảm thấy Lâm Thanh Diện đang tự tìm đường chết. Lấy thực lực cá nhân mà khiêu chiến cả giới võ đạo nước C, Lâm Thanh Diện này thật sự cảm thấy cả giới võ đạo nước C không có ai trị được anh ta hay sao? Lâm Thanh Diện lợi hại thật đấy, nhưng hành động lần này liều lĩnh quá rồi, một mình anh ta sao có thể khiêu chiến cả giới võ đạo nước C đây? Đúng là đỉnh cao của việc tìm đường chết. Nếu bị những cao thủ chân chính nghe được tin này, Lâm Thanh Diện còn không xong đời sao? Khách sạn Long Phượng lâu, nơi này đã được ngũ đại thế gia bao lâu dài, có thể coi là nơi đặt chân của bọn họ ở kinh đô. Lúc nãy, ở giữa đại sảnh của Long Phượng lâu, ngũ đại thế gia tụ họp đông đủ, đang thương lượng làm sao để ép Lâm Thanh Diện tham gia đại hội võ đạo. Tên Lâm Thanh Diện này đúng là chết nhát, ngay cả đại hội võ đạo cũng không dám tham gia, anh ta đúng là không sợ bị người ta cười chê gia chủ nhà họ vương đích thân đi mời mà cậu ta vẫn từ chối xem ra là sợ thật rồi vương thủ hạc ngồi trên một cái ghế đầu óc đang nghĩ đến phút giây giao thủ ngắn ngủi với lâm thanh diện thực lực của lâm thanh diện đúng là ngoài dự đoán của ông ta ông ta nghĩ nếu khi đó ông ta đánh với lâm thanh diện thật vậy ông ta có thể giữ vững thế thượng phong với lâm thanh diện được bao lâu khi nhóm người tại đây cam dẫn lâm thanh diện không chịu tham gia đại hội võ đạo khiến bọn họ không thể thực hiện một người chạy vào đại sảnh Nói, ban nãy có tin từ nhà họ Lâm rằng Lâm Thanh Diện muốn khiêu chiến cả giới võ đạo nước C, địa điểm đặt tại nơi chúng ta cử hành đại hội võ đạo. Mọi người lập tức nhìn người đó, mặt đầy kinh hãi. "Cậu nói gì? Lâm Thanh Diện muốn khiêu chiến cả giới võ đạo nước C ư? Cậu ta bị điên à?" Mộc Trường Thiên, gia chủ nhà họ Mộc, một trong ngũ đại thế gia hỏi một câu. Người đó vội vàng nói rõ tin tức chi tiết cho mọi người một lần, sau khi nhóm người nghe xong, trên mặt đều rất ngạc nhiên. Tên này đúng là điên rồ, từ chối lời mời của chúng ta, rồi khiêu chiến cả giới võ đạo nước C, đây đúng là chẳng coi ngũ đại thế gia ra, ra gì. Mộc Trường Thiên tức giận nói. Đúng thế, chẳng lẽ tên Lâm Thanh Diện giết hai vị tông sư của nhà họ La thì cảm thấy rằng cả nước C này không ai chỉ cậu ta được hay sao? Đúng là phách lối, Vân Tuyệt Điên, gia chủ nhà họ Vân nói hùa theo. Phương Thần, gia chủ nhà họ Phương đảo mắt, mặt nở nụ cười, nói các vị à, tên này đúng là hơi điên thật, nhưng đối với chúng ta, chuyện này là chuyện tốt đó. Chẳng phải mục đích mà chúng ta tổ chức đại hội võ đạo là để Lâm Thanh Diện ra tay, sau đó giải quyết cậu ta hay sao? Bây giờ cậu ta chủ động khiêu chiến cả giới võ đạo nước C, đúng là bớt việc cho chúng ta. Còn chuyện cậu ta không coi ngũ đại thế gia ra gì thì chẳng còn quan trọng nữa, đợi đến khi cậu ta đi đời, chẳng còn ai nhớ đến chuyện cậu ta điên hay không. Trần tùy lễ, gia chủ nhà họ Trần ngồi bên cạnh vương thủ hạc cũng gật đầu theo, cười nói còn tưởng thằng này sợ hãi, nhưng không ngờ cậu ta lại điên rồ đến thế. Đây đúng là chuyện tốt với chúng ta, nhất là cậu ta còn nói một ngày nhận 10 trận khiêu chiến. 10 trận này có thể tiến hành liên tục, chúng ta hoàn toàn có thể dùng chiến thuật đánh luân phiên, khiến cậu ta tiêu hao đến chết. Mọi người đều gật đầu, lập tức cảm thấy Lâm Thanh Diện đang tự đào hố chôn mình, trong lòng đều nở nụ cười lạnh. Vương Thủ Hạc cũng mong đợi ra mặt, thuận theo nói, nếu tên này tự cung cấp phương án để chúng ta đối phó cậu ta, vậy chúng ta cũng không khách sáo nữa. Tổ chức đại hội võ đạo thuận lợi hay không đã không quan trọng, điều quan trọng bây giờ là sắp xếp người tiến hành đánh luân phiên với Lâm Thanh Diệt. Dù cậu ta lợi hại hơn nữa, một khi tiêu hao hết lực lượng thì cũng trở thành cá trên thất thôi. Đến lúc đó, dù cả ngũ đại thế gia đều mất mặt cũng phải diệt trừ khối u ác tính này. Chương 783, nếu bị tôi đá chết thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Trong nháy mắt, đã đến ngày tổ chức đại hội Võ Lâm. Chỉ có điều lúc này cũng không còn ai quan tâm đến đại hội này nữa, tiêu điểm của mọi người đều tập trung vào Lâm Thanh Diện, tất cả mọi người muốn xem rốt cuộc Lâm Thanh Diện sẽ khiêu chiến toàn bộ giới võ lâm nước C như thế nào. Sân vận động Cửu Giang, địa điểm tổ chức đại hội Võ Lâm. Lúc này trong sân vận động đã dựng lên một cái lôi đài rất lớn xem xét đến sức công phá của các cao thủ tông sư, lúc Lâm Thanh Diện cho người dựng lôi đài đã cố ý tìm đủ loại kim loại cứng rắn để chế tạo ra một lôi đài hoàn toàn bằng kim loại, để đề phòng vừa đánh một trận lôi đài đã bị phá hủy mất. Trên tầng 2 của sân vận động còn có một cái lôi đài nữa, là nơi mà năm đại gia tộc dùng để tổ chức đại hội võ lâm. Chỉ có điều lúc này tầng 2 không có một ai, tất cả mọi người đều tụ tập hết ở tầng 1 chờ xem Lâm Thanh Diện chiến đấu. Sân vận động Cửu Giang là sân vận động rất nổi tiếng ở kinh đô, đương nhiên không gian bên trong vượt quá sức tưởng tượng, chỉ tầng 1 đã có thể ngồi được hơn 20.000 chỗ ngồi. Tầng 1 của sân vận động đã có tiếng người huyên náo, không còn chỗ ngồi, mỗi một cửa ra vào cũng đều bị vây chật như nêm cối, rất nhiều người không có mua được vé đều muốn nhân cơ hội trà trộn vào để xem Lâm Thanh diện chiến đấu. Dù sao cảnh tượng như vậy rất nhiều năm rồi chưa từng xảy ra, nên tất cả mọi người đều không muốn bị bỏ lỡ người của năm đại gia tộc cũng đã ngồi ở vị trí gần lôi đài nhất, chờ đợi Lâm Thanh Diện xuất hiện. Vương Hân Giao ngồi ở vị trí của mình, nhìn vẻ mặt mong đợi của những người xung quanh, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Mặc dù ngày đó cánh tay của Vương Thủ Hạc quả thực đã khiến cô ta giật nảy mình, nhưng trong lòng cô ta, Lâm Thanh Diện vẫn không có tư cách khiêu chiến toàn bộ giới võ lâm của nước C. Cũng không biết lần này Lâm Thanh Diện có thể chịu đựng được bao lâu đây, biến tất cả cao thủ võ lâm của nước C trở thành đối thủ của mình, chỉ lòng dũng cảm này cũng đủ làm cho người ta bội phục rồi. Một người xem ngồi ở bên trên vương hân giao mở miệng nói một câu. Đúng vậy, trước kia lúc nhà họ Lâm tổ chức tiệc rượu tôi cũng có mặt ở đó, ngày đó Lâm Thanh Diện giao thủ cùng một cao thủ vô cùng lợi hại khiến tôi đã thấy được thực lực của Lâm Thanh Diện, thật ra Lâm Thanh Diện vô cùng lợi hại. Tôi cảm thấy cho dù anh ta không thể thắng được tất cả mọi người trong giới võ lâm nước C thì ít nhất cũng có thể trụ vững được rất lâu một người khác mở miệng nói. Vương Hân Giao nghe được cuộc nói chuyện của hai người kia, lập tức nhếch miệng, nói, nếu như các người nghĩ như vậy thì cũng quá coi thường giới võ lâm nước C rồi, quả thực lâm thanh diện cũng có chút lợi hại nhưng so với toàn bộ giới võ lâm nước C thì anh ta vẫn còn kém xa. Ồ, xem ra cô rất hiểu biết chuyện này đấy nhỉ, chẳng lẽ cô cũng là người của giới võ lâm à? Người kia cười hỏi một câu. Vương Hân Giao lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nói tôi chỉ là người nhà họ Vương, gia tộc đứng đầu trong năm đại gia tộc, ông nội của tôi rất có thiên phú về võ học, mấy năm nữa tôi nhất định sẽ lợi hại hơn cả Lâm Thanh Diện. Sau khi hai người kia nghe thấy Vương Hân Giao nói như vậy trong lòng đều kinh ngạc một trận, trong khoảng thời gian này bọn họ cũng được nghe nói một số chuyện của năm đại gia tộc, biết năm đại gia tộc này cũng rất lợi hại, cho nên không hề xem thường Vương Hân Giao. Không bao lâu sau, một bóng người xuất hiện ở lối vào của sân vận động, đám người lập tức phát ra một loạt tiếng vỗ tay. Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng dẫm mũi chân lên mặt đất, trong nháy mắt đã đi đến bên cạnh lôi đài, nhẹ nhàng nhảy lên, bay vào trên lôi đài. Người ở đây có thể thấy rõ ràng bóng dáng của Lâm Thanh Diện cũng chỉ có mấy vị gia chủ của năm đại gia tộc, tất cả mọi người còn lại chỉ nhìn thấy Lâm Thanh Diện xuất hiện ở lối vào, ngay sau đó là đã ở trên lôi đài rồi. Hừ, chỉ là mấy trò mèo thôi, tôi thấy thằng nhóc này ngoại trừ giả vờ giả vịt ra thì cũng chả có bản lĩnh gì quá lớn cả. Phương Thần gia chủ nhà họ Phương nói một câu. Mấy vị gia chủ còn lại cũng đều không thèm để Lâm Thanh Diện vào trong mắt, bọn họ có thể trở thành gia chủ của năm đại gia tộc thì đương nhiên đều có sự kiêu ngạo của riêng phần mình. Mặc dù Lâm Thanh Diện có chiến tích đánh giết được La Liệt nhưng bọn họ vẫn không cho rằng Lâm Thanh Diện có khả năng đánh bại được bọn họ. Lúc này cũng chỉ có Vương Thủ Hạc là hơi trầm mặc. ngày đó ông ta đã được tự mình cảm nhận thực lực của Lâm Thanh Diện nên ông ta cho rằng đơn độc chiến đấu với Lâm Thanh Diện là không thể, Ông ta thấy, muốn đánh được Lâm Thanh Diện thì nhất định phải là gia chủ của năm đại gia tộc liên thủ lại mới được. Sau khi Lâm Thanh Diện đi lên trên lôi đài liếc nhìn tất cả mọi người ở đây một chút, cất cao giọng nói, "Hôm nay, Lâm Thanh Diện tôi lập lôi đài ở đây muốn khiêu chiến với tất cả cao thủ võ lâm của nước C. Hôm nay mọi người ở đây đều có thể lên đài luận bàn võ nghệ với tôi, Lâm Thanh Diện tôi không bại không xuống lôi đài." Hoan nghênh các vị cao thủ đến đây chỉ giáo. Lâm Thanh Diện vừa nói xong đã có rất nhiều người của các môn phái đến đây đều phát ra tiếng khinh bỉ. Bọn họ chưa từng nhìn thấy Lâm Thanh Diện xuất thủ cho nên đều cảm thấy tiếng tăm của Lâm Thanh Diện là được thổi phồng lên. Rất nhanh, một người đàn ông lực lưỡng hai tay cầm hai cái chùy nhảy lên trên lôi đài, khí thế hung hăng chừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: chỉ bằng cái tên nhỏ bé như anh mà cũng dám nói lời khiêu chiến với toàn bộ giới võ Lâm nước Cư. Hôm nay để vương đại chùy của thiết chùy môn tôi tới thử sâu cạn của anh hy vọng cuộc khiêu chiến này của anh đừng vừa mới bắt đầu đã kết thúc. Nói xong, Vương Đại Trùy giơ hai tay lên, cơ bắp lực lượng trên cánh tay bộc phát, cho người ta một cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều tràn đầy mong đợi nhìn hai người trên lôi đài, không ít người đều cảm thấy giữa hai người bọn họ sẽ nổ ra một trận chiến đấu kịch liệt. Tên Vương Đại Trùy này nhìn có vẻ rất mạnh đấy. Cảm giác một chùy của anh ta đánh xuống có thể khiến cho Lâm Thanh Diện thịt nát xương tan, lần này có thứ hay để xem rồi không ít người bình thường lúc này đều là tâm tính này, trong sự hiểu biết của bọn họ, nhìn có vẻ lợi hại vậy chắc chắn sẽ vô cùng lợi hại. Vương Đại trùy vào tới chỗ Lâm Thanh Diện, trực tiếp đập một trùy vào trước mặt Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn chầm chầm anh ta một chút, giơ chân lên, đá anh ta một phát bay ra khỏi lôi đài. Trận chiến mà tất cả mọi người mong chờ chưa kịp xảy ra, người đầu tiên lên đài cứ như vậy bị Lâm Thanh Diện giải quyết một cách hời hợt. Toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: vì để tránh lãng phí thời gian, những người có thực lực nửa bước tông sư trở xuống thì đừng bước lên đây. Nếu không bị tôi đá chết thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Vốn mấy người của môn phái nhỏ sau khi chứng kiến được sự kinh khủng của Lâm Thanh Diện, trong nháy mắt đều bỏ ý định đi lên lôi đài khiêu chiến Lâm Thanh Diện. Vương Đại Trù vừa ra lôi đài kia đã là cao thủ đạt tới nội kình đại thành, với trình độ này mà còn bị Lâm Thanh Diện một cước đá bay. Có thể đoán được thực lực của Lâm Thanh Diện mạnh cỡ nào. Mà câu thực lực nửa bước tông sư trở xuống còn bị Lâm Thanh Diện đá chết, quả thực khiến cho tất cả mọi người không thể không sợ hãi thán phục. Sau khi trải qua bài học của người đi trước, những người ở đây muốn khiêu chiến Lâm Thanh Diện lập tức bình tĩnh lại, sau đó những người ra sân không có một người nào thấp hơn nửa bước tông sư. Nhưng dù là vậy, bọn họ cũng vẫn không phải là đối thủ của Lâm Thanh Diện như trước. Trên khán đài, trong một góc khuất, một người mặc áo bảo đen, trên đầu mang theo mũ, dung mạo bị che lấp lúc này đang nghiêm túc nhìn chằm chằm trận chiến trên lôi đài. Quanh thân người này tản ra một mùi thảo dược, những người ngồi ở xung quanh ông ta đều cảm thấy hơi kỳ quái nhưng nhìn người này thần thần bí bí, cũng không biết là làm cái gì cho nên cũng không dám nói thêm cái gì. Khi trận chiến của Lâm Thanh Diện kết thúc, người choàng áo bảo đen này đột nhiên lại phát ra một tiếng cười nhạo. Quả nhiên là thiên tài hiếm có, Thiên phú bực này nhìn thôi tôi cũng cảm thấy hâm mộ, đáng tiếc, người này đã hết thời rồi, cho dù có là thiên tài đi chăng nữa thì cuối cùng cũng chỉ là bọt nước mà thôi. Chương 784, thắng liên tiếp. Ngày đầu tiên Lâm Thanh Diện khiêu chiến giới võ lâm nước C đã toàn thắng 10 trận, thay đổi ánh mắt tất cả mọi người. Những người ban đầu cảm thấy Lâm Thanh Diện làm như vậy là đang tìm đường chết cũng sâu sắc ý thức được ánh mắt của mình quá hạn hẹp, bọn họ cảm thấy mình không có khả năng khiêu chiến toàn bộ giới võ lâm nước C cho nên cũng vô thức cho rằng Lâm Thanh Diện cũng không làm được. Nhưng Lâm Thanh Diện đã dùng hành động thực tế để nói cho bọn họ biết, hạn mức cao nhất của võ đạo cũng không đơn giản như bọn họ tưởng tượng. Lúc đầu người của năm đại gia tộc đều có thái độ khinh miệt Lâm Thanh Diện, nhưng sau khi thấy kết quả ngày đầu tiên của anh, bọn họ đều không thể không bắt đầu quan tâm tới chuyện này hơn. Ngày đầu tiên Lâm Thanh Diện nghinh chiến tất cả là hai vị tông sư, tám vị nửa bước tông sư, nếu so với thực lực của gia chủ của năm đại gia tộc, cái này cũng không tính là cái gì. Nhưng 10 trận chiến này của Lâm Thanh Diện là tiến hành cùng lúc, cho dù một người có thực lực lợi hại hơn nữa thì cũng có lúc kiệt sức, nhưng Lâm Thanh Diện lại vẫn chiến đấu không ngừng, sau 10 cuộc chiến mà không hề có dấu hiệu gì là mệt mỏi. Ngay cả gia chủ của năm đại gia tộc cũng tự nhận là không làm được đến mức này. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, buổi tối năm đại gia tộc đã triệu tập tất cả cao thủ hàng đầu trong giới võ lâm đến Long Phượng Lâu. Lấy danh nghĩa là Lâm Thanh Diện quá mức phách lối, không để những người tập võ như bọn họ ở trong mắt, khuyến khích bọn họ cùng nhau đi đối phó Lâm Thanh Diện. Những người tập võ đều là người chính trực, thấy Lâm Thanh Diện chiến đấu cả một ngày, cộng thêm thái độ của Lâm Thanh Diện đối với bọn họ, trải qua sự khuyến khích của năm đại gia tộc, bọn họ lập tức đều hơi xúc động, tuyên bố nhất định phải đánh bại Lâm Thanh Diện, để anh hiểu được cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn. Các võ sư tới đây hôm nay đã chiếm hơn một nửa giới võ lâm của nước C, lực hiệu triệu của năm đại gia tộc này là vô cùng mạnh mẽ, chỉ mỗi cao thủ tông sư thôi mà đã tới một đống lớn, phần lớn đều là trưởng môn của các môn phái võ lâm. Mặc dù người đạt tới cảnh giới tông sư khan hiếm, cũng rất khó mà đạt tới, nhưng cả một nước C to như vậy, võ học truyền thừa hơn ngàn năm, các môn phái võ lâm nhiều vô số kể, toàn bộ cộng lại cũng không hề ít. Cho nên bắt đầu từ ngày hôm sau, mỗi một đối thủ của Lâm Thanh Diện đều là tông sư. Sự rầm rộ như vậy trong lịch sử võ lâm vẫn chưa từng xảy ra, dù sao từ trước tới giờ cũng chưa từng có ai dám một mình khiêu chiến toàn bộ giới võ lâm nước xê cả, cho nên tình cảnh một người liên tiếp giao thủ cùng đông đảo cao thủ tông sư cũng chưa từng xuất hiện bao giờ. Lâm Thanh Diện nhận ra áp lực đột một tăng lên, dù sao giao thủ cùng cao thủ nửa bước tông sư và cao thủ tông sư căn bản chính là hai khái niệm khác nhau, cho dù Lâm Thanh Diện huyền kinh bền bỉ, cũng không gánh được nhiều cao thủ như vậy liên tiếp chiến đấu với mình. Nhưng Lâm Thanh Diện cũng không có ý định lùi bước, anh đã hoàn toàn coi lần khiêu chiến này trở thành một lần lịch luyện của mình. Hiện nay thực lực của anh đã đạt tới một trình độ vô cùng cao, muốn tăng thực lực lên thì chỉ có thông qua cách không ngừng chiến đấu, để cho thân thể càng thêm thích ứng hoàn mỹ với huyền kình thì mới có cơ hội đạt tới cấp độ huyền kình viên mãn. Lần trước anh có thể đạt tới huyền kình đại thành với tốc độ rất nhanh, nhưng đó là bởi vì có nội kình làm cơ sở, cho nên mới thích ứng nhanh như vậy, mà muốn đạt tới huyền kình viên mãn, nhất định Lâm Thanh Diện phải trải qua thiên truy bách luyệt, muốn đi lên được một bậc thang cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Hiện tại kinh đô tụ tập gần một nửa người của giới võ lâm nước C, trên khán đài sân vận động hơn một nửa đều là người tập võ, mà với số người khổng lồ như thế cao thủ tông sư cũng chỉ có mười mấy người. Bởi vậy có thể thấy được nội kình đại thành đột phá đến nội kình viên mãn khó khăn như thế nào. Huyền kinh so với nội kinh còn cao hơn rất nhiều cấp độ, cho nên từ huyền kinh đại thành muốn đạt tới huyền kinh viên mãn, càng là khó như lên trời. Từ ngày thứ hai sau khi bắt đầu trận chiến, gia chủ của năm đại gia tộc cũng bắt đầu ra sân giao thủ với Lâm Thanh Diện, bọn họ luôn luôn chờ đến trận chiến thứ 10 mới lên đài, lúc này Lâm Thanh Diện đã tiêu hao rất nhiều, bọn họ với thực lực tông sư đỉnh tiêm sẽ vô cùng có khả năng trực tiếp đánh giết được Lâm Thanh Diện. Nhưng bọn họ vẫn đánh giá thấp thực lực của Lâm Thanh Diện. Ngày thứ hai, trận chiến thứ 10 của Lâm Thanh Diệt, phương thần của nhà họ Phương lên đài đối chiến với Lâm Thanh Diệt, sau khi giao thủ trăm chiêu đã bị Lâm Thanh Diệt dùng một chiêu trực tiếp đánh bại. Ngày thứ ba, Vân Tuyệt gia chủ nhà họ Vân lên đối chiến với Lâm Thanh Diệt, bởi vì Tông Sư lên sân trước đó có chút gà nên trạng thái của Lâm Thanh Diệt không tệ, dùng một chiêu thiên tinh trưởng kết thúc trận chiến. Ngày thứ tư, Mộc Trường Thiên gia chủ nhà họ Mộc lên lôi đài khiêu chiến Lâm Thanh Diệt, bởi vì hai người đi trước thực lực không kém gì mấy gia chủ của năm đại gia tộc, đến trận chiến cuối cùng này Lâm Thanh Diện đã mệt gần kiệt sức, cuối cùng không thể không dùng kinh lôi trường, thắng được trận chiến. Đến tận đây, năm đại gia tộc đã biết rõ được trạng thái biến thái của Lâm Thanh Diện. Mà Lâm Thanh Diện cũng bởi vì liên tiếp 4 ngày chiến đấu với cường độ cực kỳ cao nên hơi quá sức, cho nên tuyên bố sẽ tạm dừng khiêu chiến 3 ngày, mà sau 3 ngày đó, anh sẽ tiến hành 10 trận chiến đấu cuối cùng, nếu như muốn đánh bại anh thì chỉ còn lại 10 cơ hội cuối cùng này. Đại sảnh Long Phượng lâu, gia chủ của năm đại gia tộc tề tụ tại đây. Lúc này đại sảnh ở trong bầu không khí khá ngưng trọng, trải qua mấy ngày nay sự hiểu biết về Lâm Thanh diện đã tăng lên rất nhiều, bọn họ càng ngày càng cảm thấy Diệt Lâm Thanh diện là một sự kiện lửa xém lông mày. Phương Thần gia chủ nhà họ Phương tức giận vỗ bàn một cái, mở miệng nói, sớm biết như thế này thì lúc trước năm nhà chúng ta đã liên tục đối chiến với thằng nhóc kia rồi từ trận chiến hôm qua xem ra cực hạn của thằng nhóc này cũng chỉ có như vậy, nhưng chúng ta lại cứ tưởng rằng một người ra sân là có thể đánh bại cậu ta, thật sự là hồ đồ mà. Anh Phương nói rất đúng, hôm qua tôi đã cảm nhận được rất rõ ràng là Lâm Thanh Diện đã kiệt sức, nếu không phải một chiêu cuối cùng kia của cậu ta uy lực quá mạnh thì tôi cảm thấy vẫn có cơ hội lật mình. Đáng tiếc là năm người chúng ta bây giờ đã có ba người bị thương, căn bản không thể nào phát huy ra được thực lực cao nhất, chỉ dựa vào hai người anh Vương và anh Trần chỉ sợ là không được. Mộc Trường Thiên bất đắc dĩ nói. Hai người Vương Thủ Hạc và Trần Tùy Lễ cũng đều đến lúc này mới ý thức tới sách lược của bọn họ đã sai ngay từ lúc mới bắt đầu. Nhưng chuyện này cũng chẳng trách bọn họ được vì dù sao ngay từ lúc đầu cũng không ai biết Lâm Thanh Diện lại kinh khủng như vậy. Nếu như ngay từ đầu năm người bọn họ thay nhau đối chiến với Lâm Thanh Diện thì toàn bộ giới võ Lâm sẽ lại cười nhạo bọn bọ liên thủ lại bắt nạt một ván bối. Nói cho cùng vẫn là thể diện gây họa chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể liều một phen cuối cùng, vẫn còn thời gian ba ngày nữa, ba ngày này ba người các anh nhanh chóng khôi phục thương thế, cậu ta cũng không quy định người thua rồi thì không thể khiêu chiến lần nữa, tôi và Trần Tùy Lễ sẽ là người cuối cùng đánh một trận với cậu ta, chỉ mong đến lúc đó có thể đánh bại cậu ta được. Đến lúc này, cũng không cần quan tâm thể diện cái gì nữa. Phương Thủ Hạc mở miệng nói, nhưng dù như vậy, có lẽ chúng ta vẫn không thể hoàn toàn đánh bại được Lâm Thanh Diệt, hôm qua Lâm Thanh Diện đã liên tục chiến đấu với ba cao thủ có thực lực tương đương như chúng ta, bây giờ ba người bọn họ bị thương, sức chiến đấu giảm bớt đi rất nhiều, chỉ sợ tình hình còn không được tốt như hôm qua. Trần Tùy Lễ hơi bận tâm nói một câu. Vương Thủ Hạc cũng biết tình huống hiện tại không thể lạc quan được, nhưng bây giờ bọn họ cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể thử một lần. Trong khi mọi người ở đây đang phiền não thì một người mặc trường bào màu đen, đầu bị mũ của trường bào che khuất đã xuất hiện ở trong đại sảnh. Đừng quá bi quan, tôi có thể giúp các người diệt trừ cái tên Lâm Thanh Diện kia." Chương 785, người áo đen. Năm người Vương Thủ Hạc đều quay đầu nhìn về phía cửa, sau khi nhìn thấy người áo đen, trong mắt họ lộ ra vẻ nghi hoặc. "Anh là ai?" Vương Thủ Hạc nhìn chằm chằm vào người đàn ông và hỏi. Người áo đen bước vào nói, "Tôi là ai không quan trọng, mà quan trọng là tôi có thể giúp các người diệt trừ Lâm Thanh Diện." "Ồ, chúng tôi dựa vào đâu để tin tưởng anh?" Với lại vì sao anh muốn giúp chúng tôi?" Vương Thủ Hạc hỏi. "Nguyên nhân rất đơn giản, tôi cũng muốn diệt trừ Lâm Thanh Diệt, tôi nghĩ chỉ cần điều này là đủ rồi, đủ để chúng ta hợp tác với nhau." Người đàn ông áo đen bình tĩnh nói. "Năm đại gia tộc của chúng tôi liên thủ lại với nhau mà cũng không thể làm gì anh ta, nhưng chỉ một mình anh, chúng tôi dựa vào đâu để tin anh có thể giúp chúng tôi diệt trừ Lâm Thanh Diệt?" Vương Thủ Hạc chất vấn. Người áo đen mỉm cười. Sau đó từ trong túi quần lấy ra một chiếc lọ nhỏ nói, đương nhiên một mình tôi không thể đối phó được với tên kia, cho nên tôi mới cần hợp tác với các người. Trong chiếc lọ này là một loại thuốc có thể tăng cường thể lực của con người. Các người chắc hẳn đã nghe nói về loại khai dương hợp khí đan, thuốc trong tay tôi có tác dụng tương tự như khai dương hợp khí đan, nhưng nó không có tác dụng phụ như khai dương hợp khí đan. Ánh mắt của năm người Vương Thủ Hạc lập tức rơi vào chiếc lọ trong tay người áo đen. Danh tiếng của Khai Dương Hợp Khí Đan, bọn họ đương nhiên biết, có loại không có tác dụng phụ, nhưng loại thuốc này cho dù đặt ở nơi nào cũng sẽ có vô số người giành giật. Trong số 6 gia tộc cổ võ, cũng chỉ có nhà họ La có thứ đan dược như Khai Dương Hợp Khí Đan, điều đó đủ cho thấy loại đan dược này rất khan hiếm. Tôi có thể cho mỗi người một viên, muốn giết Lâm Thanh Diện có lẽ cũng dễ dàng đúng không?" Người đàn ông áo đen tiếp tục nói. Năm người Vương Thủ Hạc ngay lập tức trợn tròn mắt loại thuốc này muốn tìm cũng không có nhưng bây giờ người áo đen nói sẽ cho mỗi người một viên điều này đương nhiên khiến bọn họ kinh ngạc không thôi anh không lừa chúng tôi đấy chứ loại đan dược mà anh nói vốn dĩ là một bảo vật trong số các vật phẩm chân quý tìm được một viên lại càng khó hơn anh thực sự muốn cho mỗi người chúng tôi một viên sao chẳng lẽ anh cho rằng đan dược này là kẹo sao tôi thấy có lẽ là lâm thanh diện phái anh đến để chọc giận chúng tôi thì đúng hơn phương thần lạnh lùng nói đúng vậy loại đan dược này rất quý hiếm làm sao chúng tôi có thể tin thuốc anh đưa cho chúng tôi là thật lỡ như là thuốc độc chẳng phải chúng tôi chết trong tay anh sao vân tuyệt đỉnh cũng nói một câu người áo đen không hề rối loạn cười hai tiếng nói loại thuốc này đối với các người có thể sẽ rất khó tìm nhưng đối với tôi mà nói quả thật giống như kẹo ngọt anh đang lừa ai vậy chứ chúng tôi dựa vào đâu mà tin những gì anh nói phương thần lại nói dựa vào tôi, là người của dược thần cốc. Người áo đen vừa nói vừa lấy trong quần áo ra một tấm gỗ, chỉ thấy trên đó có viết một chữ, dược, cả tấm gỗ cũng tản ra mùi thơm của thảo dược. Không ai trong số vương thủ hạc tin lời nói của người đàn ông áo đen, cho đến khi nhìn thấy tấm thẻ trên tay anh ta, bọn họ ngay lập tức trợn tròn mắt. Trong một quán ba có tên là Nhất Nạc Thiên Kim ở Kinh Đô. Lâm Thanh Diện đang ngồi trước quầy ba uống rượu với Trần Tài Anh sau 4 ngày chiến đấu, Lâm Thanh Diện cảm thấy kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần nên đã đến quán ba uống rượu thư giãn một chút. Trần Tài Anh nhìn Nam Thanh Tú đang nhảy múa trên sàn cách đó không xa, trên mặt lộ ra vẻ cảm khái. Tôi nghĩ lúc đầu tôi chỉ là ông chủ của một tiệm bánh trứng, nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt, tôi đã tiếp tay cho thế giới ngầm ở Kinh Đô. Khuôn mặt Trần Tài Anh tràn đầy xúc động nói. Bất kể là ở đâu, sự tồn tại của thế lực ngầm cũng sẽ không mất đi, Trần Tài Anh theo Lâm Thanh Diện đến Kinh Đô, đương nhiên cũng tiếp tục làm công việc của mình. Trước kia, Trần Tài Anh là hoàng đế ngầm của Giang Thành, bây giờ Lâm Thanh Diện muốn giúp anh ta trở thành hoàng đế ngầm của Kinh Đô, điều này đối với Lâm Thanh Diện mà nói, không phải việc gì khó. Nếu không, anh huấn luyện cấp dưới của anh mở một quán bánh rán, tôi tin rằng với năng lực của anh thì việc mở nhiều chi nhánh trong cả nước trong một năm không phải là vấn đề gì khó, sau này những người đi theo anh cũng sẽ đi bán bánh, so với hiện giờ cứ chém giết không tốt hơn sao lâm thanh diện cười nói trần tài anh mỉm cười sau khi nghe những lời của lâm thanh diện anh ta nói trên thực tế tôi cũng có ý định này nhưng nếu tôi không chém giết thì cũng sẽ có những người mới làm công việc đó bản chất của xã hội này sẽ không thay đổi khi tôi đi bán bánh những gì tôi đang làm hôm nay cũng sẽ có sự trợ giúp nhất định cho cậu nếu tôi đi bán bánh tôi cũng sẽ không cạnh tranh lại với nhà họ lâm các cậu tôi nhớ nhà họ lâm có nhiều chi nhánh ăn uống một trong những đặc sản đó là bánh rán, tôi kinh doanh thì cũng sẽ không vượt qua được nhà họ Lâm các cậu đâu." Lâm Thanh Diện cũng mỉm cười đầy ẩn ý, tuy rằng anh và Trần Tài Anh chỉ là nói đùa, nhưng quả thực hai năm qua giữa họ có quá nhiều thay đổi, khiến người ta không khỏi xúc động. Lâm Thanh Diện uống cạn ly rượu và nói, "Về thôi, vợ tôi và Nặc Nặc vẫn đang đợi tôi, nếu về quá muộn, lại bị cằn nhằn." Trần Tài Anh cười nói, ai có thể ngờ rằng một Lâm Thanh Diện vốn không sợ sự liên thủ của năm đại gia tộc, thật ra lại là một kẻ sợ vợ. Lâm Thanh Diện chừng mắt nhìn anh ta nói, anh biết cái gì? Đây là đau lòng cho vợ. Nói xong, anh đi ra ngoài. Trần Tài Anh vội vàng đuổi theo, cũng không thèm trả tiền rượu, vì quán ba nhất nặc Thiên Kim này là do nhà họ Lâm đứng tên, họ đến đây uống rượu đương nhiên không có ai dám đòi tiền bọn họ. Bên ngoài quán ba lâm thanh diện xoay người đi về hướng nhà tổ của nhà họ lâm trần tài anh đi theo anh và châm một điếu thuốc lâm thanh diện lập tức nói anh tránh xa tôi một chút nặc nặc không chịu nổi mùi thuốc đừng để dính trên người tôi trần tài anh mỉm cười khi nghe lâm thanh diện nói vậy anh ta bóp điếu thuốc trong tay khi cả hai đi đến một con hẻm trần tài anh đột ngột dừng lại lâm thanh diện cảm thấy kỳ lạ quay đầu lại liếc anh ta sau đó hỏi sao vậy Cậu có nghe thấy bên trong hình như có tiếng la hét không?" Trần Tài anh hỏi. Lâm Thanh Diện nhìn về phía con hẻm, cẩn thận lắng nghe, quả thật nghe được một vài tiếng la hét lộn xộn. Hai người nhìn nhau, rồi cả hai cùng bước vào con hẻm. Sau khi đi qua chỗ quẹo, hai người nhìn thấy trong ngõ cụt có một vài người đàn ông cao lớn đang đẩy một cô gái nhỏ ở trong góc. Vừa nhìn đã biết mấy gã này uống rượu, trên người toàn mùi rượu, ánh mắt cũng hơi mơ màng khuôn mặt cô gái tràn đầy sợ hãi, cầm chai rượu trên tay chĩa về phía đám đàn ông. Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh hơi ngạc nhiên sau khi nhìn thấy cô gái, vì cô gái bị kẹt trong ngõ cụt chính là cháu gái của Vương Thủ Hạc, tên là Vương Hân Giao. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 785